Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 13. Chương 121, vào nhóm Hàn Lập. Vừa ra đại trận, thần thức của Lạc Hồng liền quét tới một người khiến hắn cảm thấy kinh hỉ. Lưu sư huynh, ngươi xuất quan. Ha ha, vi huynh đã sớm xuất quan, chỉ là một mực bận rộn sự vụ khác, không tới bái kiến sư đệ. Lần này đặc biệt tiếp nhận nhiệm vụ thay sư phụ truyền tin này, chủ yếu là để đến đây hướng sư đệ nói cảm ơn. Linh tử sư đệ tặng cho vi huynh, chính là phát huy tác dụng lớn. Lưu Tĩnh mặc dù ở bên ngoài đợi thêm một lát, nhưng trong lòng không hề khúc mắc, lúc này nhiệt tình nói như bạn cũ gặp lại. Có thể phát huy công dụng là tốt rồi, sư huynh không cần cố ý đến nói lời cảm ơn, lúc trước sư đệ thế nhưng là nhận được sư huynh chiếu cố, nếu không tại sao có thể có tu vi như hôm nay. Đáng tiếc, sư phụ truyền lệnh đến gấp, bằng không hôm nay nhất định cùng sư huynh nâng cốc ngôn hoan, hào uống ngàn chén. Lạc Hồng thật lòng thật dạ nói, sau này có cơ hội, ta và Trung sư muội cũng có chuyện quan trọng, sư đệ không cần phải tiếc hận. Lưu Tĩnh liếc mắt nhìn Trung vệ nương bên cạnh, hơi lo lắng nói. Ma đạo lục tông nhấc lên chiến đoan, tuy nói tu sĩ Việt quốc không ai có thể chỉ lo thân mình, nhưng Trung vệ nương dù sao xuất thân Trung gia. Một trong ba đại tu tiên gia tộc phụ thuộc vào Hoàng Phong Cốc, vốn là không cần cùng hắn đi mạo hiểm. Lạc sư đệ, ngươi xem sư tỷ ta thành không khí a, chỉ lo cùng Lưu sư huynh của ngươi nói chuyện, cũng không hướng sư tỷ ta hỏi một tiếng có tốt hay không, vậy ngươi còn muốn phù giấy hay không? Trung vệ nương cười mắng một tiếng, dương dương một tá phù giấy cao cấp trong tay. Hắc hắc, sao có thể chứ, sư đệ còn đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho Trung sư tỷ. Lạc Hồng linh cơ khẽ động, lấy ra hai tấm cao giai phù lục linh khí bức người nói, đây chính là linh quy độn giáp phù sư đệ khổ tâm luyện chế. Không chỉ là phù lục phòng ngự cao giai, hơn nữa cùng sư đệ lúc trước luyện chế linh thủy hộ thân phù giống nhau, đều có thể tự động kích phát. Nào, sư tỷ cùng sư huynh mỗi người một chương. Tốt như vậy, sư đệ thật ngoan, phù giấy giao cho người. Trung vệ nương nghe vậy mừng rỡ, có phù lục này nàng cùng Lưu sư huynh an toàn liền bảo đảm hơn nhiều. Lạc sư đệ, phù lục này quá quý trọng, vi huynh vốn là thiếu nhân tình của ngươi, như thế nào còn có thể lại thu trọng lễ này. Ngươi vẫn là chỉ tặng cho sư muội một tấm đi, vi huynh cũng không cần. Lưu Tĩnh dãy dụa một hơi, sau đó quả quyết cự tuyệt. Phù này là sư đệ cố ý luyện chế ba tấm, vốn là chuẩn bị tặng cho sư huynh. Lạc Hồng thấy thái độ kiên quyết của Lưu Tĩnh, đang suy nghĩ nên khuyên bảo như thế nào, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức nói, sư huynh nếu thật sự băn khoăn, có thể dùng dị bảo trên người để đổi. Sư đệ nhớ rõ lúc trước sư huynh bị địa sát chi khí vây khốn ở Yêu Chu Phong, từng dùng một viên sát yêu châu giải vây, không biết có thể dùng viên này để trao đổi hay không. Sư đệ muốn chính là vật này. Lưu Tĩnh nhớ lại một lát, lấy ra một hạt châu đen như mực hỏi. Chính là vật này, sư huynh có thể bỏ đi thứ yêu thích hay không? Lạc Hồng trong lòng vui vẻ, có hạt châu này, liền đỡ phải tính toán thời gian đi Tương Sơn một chuyến. Châu này đối với ta cũng không có tác dụng gì, nhưng địa sát chi khí trong đó cũng không phải là thiện vật gì. Sư đệ muốn nói rõ công dụng trước, vi huynh cũng không thể hại người. Lưu Tĩnh bảy phần quan tâm ba phần tò mò nói. Hắc hắc, không giấu sư huynh, sư đệ muốn lấy địa sát chi khí bố trí trận pháp để ma tu nếm thử sự lợi hại của nó. Lạc Hồng cũng không phải nói dối, chỉ là không nói ra mục đích chân chính. Sư đệ ngay cả trận pháp chi đạo cũng đọc lướt qua, vi huynh bội phục. Châu này giao cho ngươi, vi huynh lại truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết khống chế châu này hấp sát phun sát, ngươi nghe cho kỹ. Lưu Tĩnh vì Lạc Hồng đọc lướt qua mà cảm thấy giật mình, không có bất kỳ hoài nghi nào đưa ra sát yêu châu, lập tức nói ra một đoạn khẩu quyết ngắn gọn. Được, sư đệ nhớ kỹ, đa tạ Lưu sư huynh thành toàn, sư phụ không thể trì hoãn nữa, sư đệ đi trước một bước. Lạc Hồng dứt lời, sau khi chắp tay, liền hướng lục ba động bay đi. Lạc sư đệ, bảo trọng, sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Lưu Tĩnh lắc lắc tay, đem linh quy độn giáp phù dán vào trong quần áo trước ngực, liền mang theo Trung vệ nương bay lên trời. Hai người hắn cũng không biết, Lạc Hồng lúc này đã dừng lại,
xa xa nhìn theo bọn họ rời đi. Có phù chú của ta, hai người Lưu sư huynh bọn họ ở bên trong cuộc đấu pháp với Việt Hoàng này bảo toàn mạng sống hẳn là không thành vấn đề. Về phần có thể hay không gặp lại, phải xem bọn họ có hay không phúc phận kết thành kim đan a. Lưu sư huynh, cần phải bảo trọng. Lạc Hồng thở dài một tiếng, quay đầu tiếp tục bay về phía Lục Ba Động. 8 ngày sau, một đạo lam quang dừng lại trên một mỏ linh thạch, mở ra trận pháp, thân hình Lạc Hồng hiển lộ ra. Lạc Hồng cũng không che giấu khí tức, cho nên hắn vừa dừng lại, trong mỏ linh thạch liền bay ra 3 đạo độn quang, tạo thành thế sừng vây quanh hắn. Rất cẩn thận nha. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, không làm bất cứ hành động kích thích thần kinh đối phương. Rất nhanh, 3 đạo độn quang này tự hóa thành 3 cái nam tử trung niên, trong đó 2 cái mặc phục sức hóa đao ổ, tu vi so với Lạc Hồng hơi kém một bậc, chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Dẫn đầu là một vị nam tu râu trắng che mặt, một thân tu vi thâm hậu vô cùng, rõ ràng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Tại hạ, Yểm Nguyệt Tông Tuyên Nhạc, xin hỏi vị sư đệ Hoàng Phong Cốc này tới đây có chuyện gì? Tuyên Nhạc cảnh giác nhìn Lạc Hồng, chờ đợi hắn tự chứng minh thân phận. Tại hạ là bát đệ tử của Lý Hóa Nguyên ở Hoàng Phong Cốc, phụng mệnh sư phụ đến tiếp viện. Lạc Hồng nói như vậy, không khỏi nhớ tới cuộc đối thoại ngày đó với Lý Hóa Nguyên. Mới đầu, Lý Hóa Nguyên là muốn phái hắn đi tham gia đại chiến ngăn chặn ma tu do 7 phái ở biên giới Việt Quốc tổ chức. Lạc Hồng làm sao có thể chịu đi, hắn biết chiến trường này đánh cực kỳ thảm thiết, không chỉ có tu sĩ cấp thấp tử thương hơn vạn, mà ngay cả kết đan kỳ cũng ngã xuống 7-8 cái. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như hắn, trong loại đại chiến này căn bản không chi phối được thế cục. Có thể sống sót hay không thuần túy dựa vào vận khí, mà đối với vận khí của bản thân, Lạc Hồng từ trước đến nay không có lòng tin gì. Vì thế, Lạc Hồng liền tuyên bố tu vi của mình sắp tiến thêm một bước, khí tức không ổn định, không nên tham gia đại chiến. Nhưng vẫn nguyện ý vì tông môn phân ưu, chủ động đề xuất đi hiệp trợ trấn thủ mỏ linh thạch của Hàn Lập. Lý Hóa Nguyên kỳ thật cũng không hy vọng Lạc Hồng mơ mơ hồ hồ liền chết ở bên trong cuồng oanh loạn tạc ở 2 phương đại chiến. Dù sao Lạc Hồng là cái công cụ dùng rất tốt, như vậy mà tổn thất thì thật là đáng tiếc. Cho nên, vừa nghe hắn lấy cớ coi như hợp lý, Lý Hóa Nguyên không chần chừ nhiều liền đáp ứng, vì vậy liền có tình huống hiện tại. Đây là tín vật của ta. Lạc Hồng ném ra một khối lệnh bài có viết Hoàng Phong Cốc, giao cho đối phương kiểm tra thực hư. Tuyên Nhạc tiếp nhận lệnh bài kiểm tra thực hư nhiều lần, nói với một người bên cạnh, Hàn sư đệ không phải là đồng môn của người này sao, mời hắn tới xác nhận một chút. Người nọ nhẹ nhàng gật đầu, liền hóa thành một đạo độn quang, hướng Hoang Nguyên phụ cận bay đi. Không bao lâu, hắn liền mang theo Hàn Lập đang nghỉ luân phiên trở về. Lạc sư huynh, ngươi cũng bị phái tới trấn thủ nơi này. Hàn Lập vừa thấy Lạc Hồng, lập tức vui mừng nói. Hàn sư đệ, ngươi hãy phân biệt cho kỹ, người này là ma tu giả trang. Tuyên Nhạc nhướng mày, không thể trách hắn quá mức cẩn thận, thật sự là Lạc Hồng tới quá mức đột ngột, hắn trước đó một chút tin tức cũng không có. Sư đệ, còn nhớ cái này không? Đầu ngón tay Lạc Hồng ngưng tụ ra một con thủy yến trông rất sống động, linh động bay múa trên dưới. Không sai, người này chính là sư huynh của tại hạ. Hàn Lập vừa thấy thủy yến, nghi ngờ trong lòng bị Tuyên Nhạc gợi ra lập tức liền tiêu tan. Thật tốt quá, có Lạc sư đệ gia nhập, nơi đây liền có thể càng thêm kiên cố, chúng ta cũng có thể an tâm không ít. Thấy thân phận Lạc Hồng không thể nghi ngờ, Tuyên Nhạc lập tức hư tình giả ý hàn huyên. Chương 122, giao dịch cùng Hàn Lập xong đột phá. Lạc sư huynh, ngươi có thể tới nơi này trấn thủ, thật sự là để cho sư đệ an tâm không ít. Tu sĩ nơi đây đều đến từ Yểm Nguyệt Tông và Hóa Đao Ổ, tu sĩ Hoàng Phong Cốc chỉ có một mình sư đệ. Ngày thường tuy rằng mấy vị kia khách khí, nhưng tóm lại tông môn khác biệt, sẽ tồn tại một chút ngăn cách. Hàn Lập dẫn Lạc Hồng đến chỗ ở tạm thời của hắn, vừa đi vừa vui mừng nói. Nhớ lúc trước, hắn thật vất vả chạy thoát khỏi sự đuổi giết của thiếu chủ Quỷ Linh Môn là Vương Thiền, vốn định quay về Hoàng Phong Cốc báo tin, lại bị Tuyên Nhạc nửa đường chặn lại, tới đây cùng một đám tu sĩ biệt phái xa lạ trấn thủ mỏ linh thạch, trong lòng vẫn lo sợ bất an. Trước mắt thấy được Lạc Hồng tới, hắn có thể có người chiếu ứng. Ta tự động thỉnh nguyện tới trấn thủ, cũng chính là có Hàn sư đệ ngươi ở đây, trong loạn thế này, sư huynh đệ chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau a. Lạc Hồng hơi thầm ý nói. Đúng rồi, Lạc sư huynh mới từ tông môn đi ra,
có biết tình hình chiến đấu gần đây giữa bảy phái Việt quốc ta và Ma đạo Lục tông như thế nào không? Hàn Lập mời Lạc Hồng ngồi xuống, rót chén trà xong vội vàng hỏi. Lạc Hồng trong lòng cười thầm, Hàn lão ma đây là đang suy nghĩ có nên chạy trốn hay không a? Bên cạnh đã dương cung bạt kiếm, các phái đều đang tăng thêm nhân thủ, chắc hẳn rất nhanh sẽ dấy lên đại chiến. So với chiến trường chính diện thảm thiết, nơi này của chúng ta thật có thể coi là công việc tốt đẹp rồi. Sư đệ từ điển tịch biết được, Ma đạo Lục tông kia chính là quái vật khổng lồ a, thế lực so với thất phái của Việt quốc chúng ta lớn hơn không biết bao nhiêu. Hàn Lập vừa nghĩ tới việc này liền lo lắng không thôi, dưới cây đổ há có thể có trứng lành, ma tu mỗi người tâm ngoan thủ lạt, lại càng không dễ đối phó. Bảy phái chúng ta mặc dù thực lực kém khá xa Ma đạo Lục tông, nhưng bằng vào mấy tòa cấm đoạn đại trận chỗ bên cạnh thủ một trận là không có bất kỳ vấn đề gì. Đến lúc đó, hai nước Nguyên Vũ và Tử Kim láng giềng với tu tiên giới Việt quốc ta tất nhiên sẽ gấp rút tiếp viện, dù sao đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu. Cứ như vậy, chênh lệch thực lực song phương sẽ không còn lớn nữa, phỏng chừng tiếp theo sẽ lâm vào đánh lâu dài, song phương bắt đầu sử dụng các loại âm mưu quỷ kế. Thắng bại phải xem thủ đoạn của ai cao siêu hơn a. Việc này không liên quan gì đến chúng ta, thay vì lo lắng cho các tổ sư Nguyên Anh, không bằng nghĩ cách giữ mạng cho mình trước. Lạc Hồng dựa vào tiên tri tiên giác, phân tích thực lực một đợt, dọa Hàn lão ma còn không thấy rõ thế cục sửng sốt, liên tục gật đầu. Lạc sư huynh nói rất đúng, lúc còn là luyện khí kỳ sư đệ cảm thấy trúc cơ kỳ tu sĩ chính là trụ cột vững vàng của môn phái. Chính mình trúc cơ sau đó mới hiểu được, kết đan kỳ tu sĩ mới là căn cơ của tông môn, còn giờ phía dưới Nguyên Anh đều là con kiến hôi a hát. Đại chiến thắng bại ta chờ không được, mạng nhỏ của mình cũng là muốn nắm ở trong tay mình. Hàn Lập nhíu mày trầm giọng nói, hung hăng uống ngụm trà, nghĩ thầm mình muốn luyện chế càng nhiều khôi lỗi, cho dù đối mặt với đông đảo ma tu trúc cơ kỳ vây công, cũng phải có lực đánh một trận. Ha ha, Hàn sư đệ hiểu là tốt rồi. Sư huynh có chuyện cần thương lượng với sư đệ. Nghe nói Diệp sư huynh độc chết trong động phủ đại trận của sư đệ, đại diễn quyết của Thiên Trúc giáo chắc cũng nằm trong tay sư đệ đi. Lạc Hồng mỉm cười, nhấp một ngụm trà nói, lập tức thấy Hàn lão ma khẩn trương dịch mông về phía sau. Sư đệ không cần khẩn trương, ta và Diệp sư huynh không có giao tình gì, ngược lại có chút cửu oán. Sư đệ vừa nhìn vật này, liền biết lời ta nói không sai. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, chân trừ nhìn Lạc Hồng, sau đó mới đưa thần thức vào trong đó, một lát sau sắc mặt cổ quái lui ra. Sư đệ hiểu chưa, sư huynh ta chính là bị họ Diệp kia hung hăng bày một đạo, tốn mấy trăm khối linh thạch, mua về một bộ công pháp bị động tay động chân. Nếu sư đệ ngươi nguyện ý lấy đại diễn quyết chân chính ra giao dịch, những thứ này đều có thể thuộc về sư đệ. Lạc Hồng mặt lộ vẻ buồn bực, vung tay lên liền từ trong vạn bảo nang gọi ra 7-8 cái bình nhỏ đen như mực. Không ngờ khôn khéo như sư huynh cũng sẽ có lúc chịu thiệt a. Hàn Lập cười buông ngọc giản, tiện tay cầm lấy một cái bình nhỏ đen như mực kia, mở nắp bình ra nhìn vào bên trong, lập tức trừng to con mắt. Những thứ này đều là tinh hồn yêu thú. Hắc hắc, có phải là thứ Hàn sư đệ cần gấp hay không? Lạc Hồng hứng thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn lão ma. Xem ra Lạc sư huynh là có chuẩn bị mà đến, đối với đại diễn quyết là tình thế bắt buộc. Nhưng chỉ là những lời này, vẫn là có chút không đủ, dù sao đại diễn quyết trong tay sư đệ là có 4 tầng. Hàn Lập ngược lại đối với Lạc sư huynh biết hắn muốn luyện chế khôi lỗi không có cảm giác kinh ngạc. Bởi vì trong ngọc giản công pháp mà hắn vừa xem, ghi lại vài loại phương pháp luyện chế khôi lỗi cấp 1 cấp 2. 4 tầng, đó là có chút không đủ, ta thêm vào tấm phù lục này. Lạc Hồng ra vẻ kinh ngạc, cười khanh khách lấy ra một tấm linh quy độn giáp phù. Một tháng sau, Hàn Lập đang trực trong tứ sát trận, thả ra thần thức dò xét hết lần này đến lần khác. Công việc này khô khan nhàm chán, hắn lại làm rất nghiêm túc. Dù sao nếu có ma tu lẻn vào, người đầu tiên gặp nạn chính là tu sĩ trực gác như hắn, vì mạng nhỏ của mình, không thể không nghiêm túc đối đãi. Hàn sư đệ, có tình huống gì không? Thanh âm của Tuyên Nhạc đột nhiên truyền vào trong tai, nhưng Hàn Lập đã sớm dùng thần thức dò xét được hắn, cho nên không bị dọa, lập tức lắc đầu đáp lại, hết thảy bình thường. Ân, gần đây linh thạch khoáng mà Hoàng sư huynh bọn họ trấn thủ bị ma tu đánh lén, chúng ta bên này nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, Lạc sư đệ còn chưa xuất quan sao? Trúc cơ trung kỳ không dễ đột phá như vậy, sư đệ ngươi cũng không thể luôn thay thế chức trách trực thủ của hắn à? Tuyên Nhạc nói đến Lạc Hồng cũng có chút tức giận,
vị này còn lâu mới thức thời như Hàn sư đệ. Đến hiểm địa như thế, lại còn bế quan tu luyện, mưu toan đột phá cảnh giới, thật sự là khiến hắn dở khóc dở cười. Vốn Hàn Lập sư đệ đã chủ động tiếp nhận trách nhiệm trực thủ của người này, hắn cũng không muốn nói thêm gì, nhưng thế cục trước mắt khẩn trương, ma tu bất cứ lúc nào cũng có thể tới đánh. Lén, chiến lược trọng yếu như Lạc Hồng cũng không thể để đó không dùng à. Lạc sư huynh nói sẽ đột phá trong vòng 2 ngày này, nói vậy cho dù hắn không thể đột phá thành công, cũng sẽ không tiếp tục bế quan. Hàn Lập cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Lạc Hồng lại lớn mật như thế, nơi này của bọn họ nhìn như sâu trong nội địa Việt quốc. Nhưng kỳ thật rời xa thế lực của tông môn, tứ cố vô thân, trình độ bị uy hiếp tương đương với dưới mí mắt ma tù. Một tháng trước, lúc Lạc Hồng đưa ra thỉnh cầu, hắn cũng là muốn phản đối, bất quá. Hàn Lập yên lặng sờ sờ linh phù dán trên ngực. Hừ, sớm nên hết hy vọng, trấn thủ mỏ linh thạch cũng không phải trò đùa. Tuyên Nhạc còn chưa dứt lời, bên trong mỏ linh thạch liền truyền ra một cỗ linh khí dao động kịch liệt, đệ tử luyện khí kỳ cả kinh vội vàng đi qua xem xét. Mà Tuyên Nhạc làm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá dị tượng là rõ ràng nhất, lúc này sắc mặt hơi đỏ lên. Nỉ non nói, khụ khụ, Hàn sư đệ, xem ra còn phải vất vả ngươi vài ngày, Lạc sư đệ vừa mới đột phá, còn cần đả tọa mấy ngày củng cố cảnh giới. Dứt lời, Tuyên Nhạc tự giác ra mặt nóng rát xoay người rời đi. Hàn Lập đưa mắt nhìn hắn rời đi, cười khẽ lắc đầu, hắn đối với Lạc Hồng cực kỳ có lòng tin, vị sư huynh này của hắn, chuyện nói ra chưa bao giờ không làm được. Những năm qua ở chung, Hàn Lập cũng có thể cảm giác được Lạc Hồng cất giấu một ít bí mật, không phải trọng bảo giống như bình nhỏ, chính là truyền thừa lợi hại nào đó. Điều này làm cho Hàn Lập lúc ở chung cảm thấy thoải mái không ít, bởi vì đổi lại là hắn, dưới tình huống bản thân có bí mật, sẽ không dễ dàng đi thăm dò bí mật của người khác. Lạc sư huynh cẩn thận như vậy, tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 123, Loạn Tinh Hải đang kêu gọi. Trong hầm mỏ đá, Lạc Hồng thu công đứng dậy, tầng thứ sinh mệnh nhảy vọt để cho hắn cảm thấy vui sướng, thậm chí có loại xúc động muốn thét dài một tiếng. Trúc cơ trung kỳ, mặc dù chậm hơn dự kiến một chút, nhưng cũng không chậm trễ. Hiện tại chỉ cần trước khi ma đạo tập kích ở nửa năm sau có thể thuận thế tìm được vị trí truyền tống trận thượng cổ là ổn. Lạc Hồng tới nơi đây mục đích chủ yếu cũng không phải là cùng Hàn lão ma giao dịch đại diễn quyết, mà là vì tòa thượng cổ truyền tống trận thông tới Loạn Tinh Hải kia. Hắn muốn đi Loạn Tinh Hải chủ yếu cũng không phải là vì trốn tránh đại chiến, mà là vì một dạng tài nguyên đối với hắn hiện tại mà nói không thể thiếu ở Loạn Tinh Hải. Sau khi lấy được sát yêu châu từ Lưu Tĩnh, tài liệu bố trí ngũ sát tụ linh trận toàn bộ đầy đủ hết, còn lại chính là địa điểm có thể bố trận. Lạc Hồng thiết kế tòa đại trận này cũng không phải là dùng trận bàn bày ra, hoặc trận kỳ cắm vào liền có thể khởi động được, mà là đại trận cần chân chính thiên địa linh khí thúc đẩy, nó có phạm vi cực lớn. Lạc Hồng vì gom đủ vật liệu cơ sở bày trận, đã đem một nửa linh thạch trên người tiêu ra ngoài, nếu không phải đạt được vạn bảo nang, hắn hiện tại chính là trưởng lão chín túi của cái bang. Yêu cầu đối với địa điểm bố trận kỳ thật cũng không hà khắc, chỉ là cần có linh mạch không nên quá kém, tốt nhất yên tĩnh một chút, dù sao sau khi trận pháp mở ra động tĩnh sẽ có chút lớn. Nhưng mà, điều kiện đơn giản này ở Thiên Nam là không có khả năng đạt thành. Thiên Nam tu tiên giới nhân khẩu dày đặc, phàm là điều linh mạch nào có thể nhìn thấy được thì sẽ có tu tiên gia tộc chiếm cứ. Những gia tộc tu tiên này có lẽ thực lực không mạnh, nhưng sau lưng bọn họ đều dựa vào tông môn cường thịnh của địa phương. Cũng không phải Lạc Hồng bây giờ mới chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể khinh nhục. Loạn Tinh Hải thì khác, đất rộng người thưa, tiểu đảo không người ở hải ngoại có được linh mạch lại càng là đếm không xuể. Chỉ cần không phải quá xui xẻo, Lạc Hồng chính là lăn lộn đến mức kéo thiên kiếp đến cũng là không người có thể phát hiện. Cho nên nơi Loạn Tinh Hải này, Lạc Hồng là nhất định phải đi. Bất quá, trước khi rời đi, còn có một số việc phải làm. Ít nhất, Ngọc Giản Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết phải giải phong. Nếu không, chờ ta trở về, hậu nhân tiền gia đều chết sạch, vậy thì khó làm. Lạc Hồng tính toán như vậy, thu hồi trận bàn phòng hộ trận pháp, đẩy cửa đá lập tức đi ra ngoài. Những ngày kế tiếp, Lạc Hồng bắt đầu làm một cái đệ tử trấn thủ bình thường, ở trong đại trận luân phiên phòng vệ.
lúc nghỉ ngơi liền tu luyện đại diễn quyết cùng 12 huyệt khiếu mới, lén lút tìm hiểu đại nhật thanh ma công. Lạc Hồng tự nhiên không phải muốn tu luyện công pháp này, chỉ là muốn thông qua môn ma công này hiểu rõ một chút thủ đoạn ma tu, khiến cho mình khi đối chiến ma tu không giống như lúc trước ăn thiệt thòi vì không biết thần thông của đối phương. Đương nhiên, nếu như bên trong có bí thuật như huyết ảnh độn, vậy hắn nhất định là muốn học. Đáng tiếc, trong ngọc giản ghi lại bí thuật cũng không nhiều, Lạc Hồng tìm hiểu vài ngày mới tìm được một thiên có ý tứ. Lục hợp thần châm, đây là một thiên bí thuật chuyên dụng cho tuyệt cảnh cần liều mạng. Sử dụng bí thuật này, chỉ cần tu tiên giả trước tiên luyện chế 6 cây pháp khí hình châm dài cỡ 2 ngón tay, khi sử dụng, đem 6 châm này hung hăng đâm vào đại huyệt đặc biệt, liền có thể kích phát tiềm lực của người tu tiên, hao tổn tinh nguyên tạm thời tăng lên pháp lực của bản thân. Được xưng tụng là bí thuật giết địch 800, tự hao tổn 1000. Lạc Hồng phỏng chừng, bí thuật này chỉ cần dùng một lần, người sử dụng nếu không chết cũng không còn kém nhiều lắm. Bất quá hiệu quả quả thật kinh người, nếu là tu tiên giả ở vào cảnh giới đỉnh cao sử dụng bí thuật này sẽ tạm thời tiến vào cảnh giới tiếp. Theo, chiến lực tăng nhiều, Lạc Hồng phát hiện lợi dụng điểm này có thể thúc đẩy một cái thí nghiệm đã đình trệ hồi lâu, liền âm thầm ghi nhớ phương pháp luyện chế lục hợp châm này. Rất nhanh, khi nguyên thần của Lạc Hồng còn cách cảnh giới nhị diễn một bước, ma tu rốt cục để ý tới mỏ linh thạch mà hắn trấn thủ. Dùng một tiểu đội tinh nhuệ thuần túy do tu sĩ trúc cơ kỳ tạo thành đến tập kích bọn họ. Tuyên Nhạc cùng một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác tới tiếp viện tên là Lữ Thiên Mông, cùng nhau khẩn trương kêu gọi đệ tử thủ vệ khoáng mạch ở trong tứ sát trận sẵn sàng đón địch. Về nhân số, Lạc Hồng bên này cộng thêm đệ tử luyện khí kỳ đạt đến chừng hơn 60 người. Nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ có 9 người, mà đối phương mặc dù chỉ có hơn 20 người, nhưng mỗi người đều là ma tu trúc cơ kỳ. Chư vị cẩn thận, là ma tu của Ma Diễm Tông và Thiên Sát Tông. Lữ Thiên Mông từng tham gia đại chiến ở biên cảnh, là người hiểu rõ ma tu nhất trong mọi người, khi nói đến hai tông này thì kiêng kỵ không cần nói cũng hiểu. Lạc Hồng thần sắc đạm mạc, có thể xâm nhập địch doanh, khẳng định không phải kẻ tầm thường, cái này không có gì ngoài ý muốn. Song phương đều không có nói nhảm, chiến đấu rất nhanh liền khai hỏa. Vì không cho ma tu tùy ý công kích tứ sát trận, Tuyên Nhạc dẫn theo một bộ phận tu sĩ xuất trận nghênh địch, mà Lữ Thiên Mông thì chỉ huy đệ tử luyện khí kỳ trong trận, thúc động trận pháp kiềm chế một bộ phận ma tu. Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều ở trong hàng ngũ xuất trận, Lạc Hồng chống lại một phụ nhân mặt vàng của Thiên Sát Tông. Hắn chỉ không ngừng thi triển các loại pháp thuật thủy hành, đã áp chế đối phương không ngẩng đầu lên được. Đương nhiên, trong đó cũng có phần do đối phương không sử dụng ra bản lĩnh sở trường, từ đầu tới đuôi liền thúc đẩy một kiện pháp khí đỉnh cấp bình thường thôi. Lạc Hồng biết nàng là muốn ngăn cản chính mình, để cho cuồng diễm tu sĩ phía sau triệu ra thanh dương ma hỏa. Hắn cũng không đi ngăn cản, trận chiến này nếu là không thua, sẽ không có cơ duyên phát hiện thượng cổ truyền tống trận. Bởi vì đánh thoải mái, Lạc Hồng liền phân tâm nhìn lại nơi khác, không quét mắt mấy lần liền vừa vặn đối diện với ánh mắt Hàn lão ma đang lén lút rào rác. Hai người đồng thời cười rực rỡ, hơi có vẻ xấu hổ chuyển hướng đối thủ, nhưng vẫn không hạ khí lực, ở vào trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra mà đi. Phụ nhân mặt vàng tựa hồ nhìn ra Lạc Hồng đang thờ ơ, cũng không tức giận, chỉ âm hiểm cười. Lạc Hồng không để ý tới, thần thức quét loạn toàn bộ chiến trường để tránh bị tu sĩ ảnh sát đội lợi dụng sơ hở. Bất quá mấy lần xuống dưới, hắn không có phát hiện tu sĩ ảnh sát đội, ngược lại là phát hiện một cái mục tiêu khác khiến hắn cảm thấy hứng thú. Sau khi một đám ma tu chiến đấu hăng hái, có hai người một đỏ một vàng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ là đội trưởng của ma tu hai tông. Trong đó, người mặc áo đỏ kia là một thiếu nữ Ma Diễm Tông, tướng mạo cũng không xuất sắc. Lạc Hồng cảm thấy hứng thú với nàng, toàn bộ bởi vì nàng có tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, ta nhớ rõ nàng hình như có chút bối cảnh. Lạc Hồng trầm ngâm do dự, lập tức mặt lộ vẻ ác độc thầm nghĩ, mặc kệ nàng là ai, đánh tới nước này, cho dù nàng là con gái của môn chủ Ma Diễm Tông, cũng không cần phải lưu thủ. Trong mấy hơi thở, Lạc Hồng liền làm ra quyết định, hắn muốn lấy được thu hoạch ngoài ý muốn này. Chương 124, Chiến yêu thú cấp 4, Huyết Ngọc Chi Trù. Dưới sự phóng thủy của Lạc Hồng, cuồng diễm tu sĩ thuận lợi triệu ra thanh dương ma hỏa. Cảm nhận được linh khí kinh người cùng nóng rực, sắc mặt Lạc Hồng cũng không khỏi trầm xuống. Lửa này vừa ra, hắn có lẽ có thể dùng thủy long thuật chống lại nhất thời nửa khắc,
nhưng tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu. Duy nhất cơ hội thủ thắng chính là dùng phù bảo vô hình châm tập sát cuồng diễm tu sĩ vừa thúc đẩy ngọn lửa này. Mắt thấy thanh dương ma hỏa ngưng tụ ra, Lữ Thiên Mông hô to để mọi người lui vào tứ sát trận. Lạc Hồng không do dự, dưới chân khinh công một chút, nháy mắt người đã ở trong phạm vi trận pháp. Hàn lão ma hơi chậm một bước, cũng thuận lợi thoát thân. Bất quá, có một bộ phận tu sĩ cùng Thiên Sát Tông ma tu dây dưa quá sâu, trong lúc nhất thời không cách nào rút về, bọn họ liền thành vật hy sinh cho thanh dương ma hỏa bày ra uy lực. Vô luận là pháp khí, pháp thuật hay là thân thể huyết nhục của người tu tiên, dưới thanh dương ma hỏa đều là kết cục hôi phi yên diệt. Lần này liền làm cho hai người Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mông mất đi ý chí chiến đấu, vừa vặn lúc này có lão giả đề xuất. Trong mỏ linh thạch có một cái địa đạo bí mật chạy trốn, mọi người không kịp ngẫm lại lai lịch của địa đạo kia, vì chạy trối chết nhau nhau nối đuôi mà vào. Hàn Lập trước khi tiến vào địa đạo cố ý quét mắt nhìn đám người, phát hiện Lạc Sư Huynh không thấy bóng dáng, hắn nhớ rõ đối phương là người đầu tiên trốn vào hầm mỏ linh thạch. Hàn Lập mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng mắt thấy ma tu đã phá được tứ sát trận, muốn truy kích tiến vào, cũng bất chấp rất nhiều chạy như điên về phía địa đạo. Chuyện sau đó không cần phải nói, thiếu nữ áo đỏ dầu nứt đố đổ vách đập ra một tấm hám địa phù trung cấp thấp giai, đem một đám tu sĩ tiến vào địa đạo toàn bộ chôn sống. Nếu không phải một tòa địa động tự nhiên ở phụ cận địa đạo không có bởi vậy sụp đổ, tất cả mọi người hẳn phải chết ở bên trong. Tu sĩ may mắn sống sót cũng không có nhiều vận may, bọn họ đụng phải yêu thú cấp 4 huyết ngọc chi trù. Tu sĩ luyện khí kỳ may mắn còn sống sót rất nhanh liền bị nhện này tàn sát không còn. Tu sĩ trúc cơ kỳ như Hàn Lập lại bởi vì dị bảo trong động nổi lên nội chiến. Tuyên sư huynh, ngươi là cố ý đem huyết ngọc chi chu thả ra. Từ lúc Lữ Thiên Mông tế ra phủ bảo, tuyên bố muốn chém giết mình và Tuyên Nhạc, đến khi bị huyết ngọc chi chu từ dưới đất chui ra cắn thành hai đoạn, chỉ trong nháy mắt. Với tâm tư thâm trầm như vậy của Hàn Lập, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thần sắc không thay đổi. Ha ha, đúng thì sao, Hàn sư đệ, người tiếp theo chết chính là ngươi. Tuyên Nhạc không hề che giấu sát ý của mình, cầm chiếc chuông vàng luyện nhập động tinh lạnh lùng nhìn Hàn Lập. Đối phương có tu vi trúc cơ hậu kỳ, trong lòng Hàn Lập cực kỳ kiêng kỵ, đang nhanh chóng cân nhắc nên sống trong chết như thế nào. Đột nhiên trong mắt sáng ngời, cười lạnh, chỉ sợ, người chết là ngươi, dựa vào một trúc cơ sơ kỳ như ngươi. Tuyên Nhạc còn chưa buông xong lời tàn nhẫn, bên tai liền truyền đến một tiếng ba bạo vang, lập tức trước mắt một mảnh đỏ như máu, con ngươi không ngừng lật lên, co quắp mềm nhũn ngã xuống. Thì ra, Lạc Hồng vừa mới lợi dụng thổ độn thuật, vô thanh vô tức vòng tới phía sau Tuyên Nhạc. Thừa dịp hắn bị Hàn lão ma cùng huyết ngọc chi chu hấp dẫn tâm thần, lấy ám thanh tử đánh lén, một kích đánh chết. Sư huynh cẩn thận, yêu thú này thập phần lợi hại. Hàn Lập vừa thấy Lạc Hồng đánh lén đắc thủ, lập tức nhắc nhở, bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách với Lạc Hồng, cũng thả ra rất nhiều khôi lỗi. Huyết ngọc chi chu cấp 4, nếu có thể thu phục, cũng là trợ lực không tồi. Nhưng loại hung trùng này một khi trưởng thành, chính là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cực kỳ khó thu phục, chỉ có thể chém giết. Lạc Hồng ý niệm vừa chuyển, liền tế xuất hám sơn mâu, trong nháy mắt rót vào đại lượng pháp lực, sau đó mãnh liệt ném một cái. Bóng đen bắn ra, huyết sắc trên người huyết ngọc chi chu nồng đậm, vươn ra một đôi chân trước muốn ngăn cản. Sau một tiếng tư lạp cực kỳ chói tai, hám sơn mâu từ trên giáp xác trắng ngọc trượt ra, mang theo một vết rách nối liền đầu đuôi. Đôi chân trước của con huyết ngọc chi chu tuy bề ngoài kia nhìn không có việc gì, nhưng nghe tiếng tê minh thống khổ của nó. Cùng chân trước thật lâu không thấy đặt xuống, liền biết tất nhiên nó đã bị thương rất nặng. Hàn Lập thấy Lạc sư huynh chỉ một kích, đã làm cho huyết ngọc chi chu mà lúc trước tất cả mọi người không làm gì được kia bị thương không nhẹ. Trong lòng rất là phấn chấn, lúc này chỉ huy khôi lỗi hướng huyết ngọc chi chu phun ra cột sáng. Hai người vây công không được một hồi, huyết quang bên ngoài cơ thể huyết ngọc chi chu liền ảm đạm xuống, hiển nhiên là hậu lực không đủ. Một lát sau, trùng thú ngã xuống dưới cự kiếm màu bạc của Hàn Lập. Sau đó, hai người liếc nhau, yên lặng nhặt lấy túi chữ vật của tu sĩ chết đi. Lạc Hồng không có lấy nhiều, vẻn vẹn đem túi chữ vật của Tuyên Nhạc bị hắn đánh chết thu lại, liền tiến lên kiểm tra thi thể của huyết ngọc chi chu. Hắn đối với con nhện không sợ càn lam băng diễm này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Lần này nhờ có Lạc sư huynh cứu giúp, thi thể yêu quái này thuộc về sư huynh,
Sư đệ chỉ cần những túi trữ vật này là được. Thi thể yêu thú cấp 4 ở Thiên Nam có giá trị cực cao, Hàn Lập an bài như vậy coi như chia đều. Lạc Hồng lúc này không khách khí lấy tinh hồn huyết ngọc nhện, thi thể nhét vào trong túi vạn bảo. Hàn Lập liếc mắt qua, hiển nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc đối với dung lượng túi trữ vật của Lạc Hồng. Khụ khụ, Hàn sư đệ, quái thi bên kia hẳn là thủ phạm gây ra nội đấu. Lạc Hồng đưa tay chỉ, dẫn dắt sự chú ý của Hàn Lập. Ồ, thì ra là đại na di lệnh, khó trách. Lạc sư huynh nhận ra vật này. Ta những năm này nghiên cứu chút ít trận pháp chi đạo, vừa vặn từ một quyển trận pháp cổ tịch gặp qua bức họa của vật này. Đại na di lệnh này là dị bảo phối hợp với truyền tống trận thượng cổ, có thể bảo đảm tiên giả bình yên vô sự vượt qua truyền tống cự ly siêu xa. Lúc Lạc Hồng nói chuyện, Hàn Lập vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, thấy hắn không có một tia tham lam, mới thoáng yên lòng. Trận này hình như đã tổn hại, nếu không thể chữa trị, có lệnh bài truyền tống cũng vô dụng. Hàn Lập nhìn qua chỗ tổn hại của truyền tống trận thượng cổ, tiếc hận nói. Hắc hắc, nếu muốn chữa trị trận pháp phẩm giai bậc này, cũng không phải trận pháp sư bình thường có thể làm được. Hàn sư đệ, nếu ngươi cảm thấy hứng thú với việc này, đại na di lệnh sẽ thuộc về ngươi, quái thi kia thuộc về ta, được không? Kỳ thật, Lạc Hồng hiện tại có thể chữa trị tòa trận pháp này. Từ trong ngọc giản cổ trận ở động phủ cổ tu lấy được có ghi lại tỉ mỉ về loại này truyền tống trận này, hắn kế hoạch đi loạn tinh hải, tự nhiên đã sớm tìm hiểu qua. Thậm chí phương pháp luyện chế của đại na di lệnh cũng ở trong đó, bất quá bởi vì thiếu tài liệu, Lạc Hồng vẫn chưa luyện chế ra, mà là lui mà cầu tiến, luyện chế một loại truyền tống phù dùng một lần. Được, cứ theo lời sư huynh, Hàn Lập đối với hải cốt ngũ sắc kia cũng có chút tò mò, nhưng nếu có thể tránh được sống mái với Lạc sư huynh, hắn lập tức lựa chọn buông tha. Cũng giống như vừa rồi, Lạc Hồng thu hải cốt ngũ sắc vào túi vạn bảo, lập tức chắp tay nói, Hàn sư đệ, vi huynh còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Sau khi sư đệ trở về tông môn, nếu sư phụ hỏi, cứ nói chưa từng gặp ta. Xử lý xong một số việc riêng, vi huynh sẽ tự quay về cốc. Dứt lời, Lạc Hồng liền thi triển thổ độn thuật chui vào trong đất đá. Hàn Lập ngây ra một lúc, hiển nhiên không ngờ Lạc sư huynh lại đi dứt khoát như vậy. Đứng yên trong chốc lát, vẫn là không cảm ứng được Lạc Hồng trở về sau, hắn liền cẩn thận tìm tòi lên động quật, để tránh có chỗ bỏ sót. Một lát sau, Hàn Lập vẻ mặt vui mừng lấy ra hai quả trứng yêu thú màu trắng ngà. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 125, cho dù địch nhiều ta ít cũng phải bắt lấy Hồng Y thiếu, nữ. Trên mặt đất, một đám ma đạo tu sĩ đang sử dụng pháp khí bốn phía phá hư động khẩu của mỏ quặng. Bọn họ muốn đem cửa động đánh sập, làm cho nơi đây trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại sản xuất linh thạch. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ và lão già áo vàng vẫn ở vị trí khai chiến, chẳng qua vì tiết kiệm pháp lực mà rơi xuống đất. Bên cạnh bọn họ là 7 tên tu sĩ cuồng diễm sử dụng thanh dương ma hỏa, bọn họ đang đả tọa khôi phục pháp lực vì công phá tứ sát trận, hao tổn của bọn họ cũng không nhẹ. Mặt khác còn có 2 gã trúc cơ ma tu của Thiên Sát Tông đang cảnh giới bốn phía, nhưng hiển nhiên bọn họ vừa mới đạt được một hồi đại thắng. Cũng không coi trọng việc cảnh giới lắm, lại còn có tâm tư ở đó nói chuyện phiếm. Hoàng sư tỷ, trận chiến này có thu thập được sát khí không? Ừ. Đừng nói nữa, tiểu tử giao thủ với ta rất trơn bóng, ta không thể ngăn cản hắn. Phụ nhân mặt vàng một bộ vừa hận vừa tiếc hận, phải biết rằng giết chóc tu sĩ cùng giai là có thể đạt được đại lượng sát khí. Mà có đầy đủ sát khí là có thể luyện chế sát linh thuật độc môn của Thiên Sát Tông. Nơi này có hơn 10 ma tu trúc cơ kỳ của Thiên Sát Tông, chỉ có Hoàng Y lão giả cầm đầu là có được sát linh, liền biết vật này khó được như thế nào. Hắc hắc, tiểu đệ ngược lại là có thu hoạch, có cái tu sĩ vừa thấy uy lực của thanh dương ma hỏa liền sợ đến tè ra quần. Tiểu đệ thừa dịp hắn hoảng loạn lui về phía sau, hung hăng cho hắn hậu tâm đến một chút, một kích đem hắn mất mạng. Pháp khí của ta thúc dục mặc dù phải tốn chút thời gian, không thích hợp dùng cho tốc chiến vừa rồi, nhưng uy lực của nó rất lớn. Chỉ cần để cho ta gặp phải một hồi đại chiến, thu hoạch sát khí cũng đủ bồi luyện một đầu sát linh. Âm phong chùy của tiểu tử ngươi cũng có thể nhặt, đến lúc đó đừng trách sư tỷ không cho ngươi canh uống. Phụ nhân mặt vàng buồn bực nói xong, lại không nghe đối phương phản bác,
không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu tử này thế nhưng là đối với bảo bối của hắn là Âm Phong Trùy rất coi trọng, thường ngày nếu có người nói như vậy tất nhiên là lập tức ồn ào lên. Ánh mắt khẽ rời đi, chỉ thấy mi tâm của người bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một điểm đỏ, còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, liền cảm thấy mi tâm lạnh lẽo, chi giác nhanh chóng biến mất. Dưới đất hơn 10 trượng, Lạc Hồng ngồi xếp bằng ở trong một cái không gian nhỏ hẹp từ pháp thuật thổ hành cấp thấp tạo ra, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Không ngờ hai người này cảnh giác kém như vậy, thật uổng phí một phen tay chân của ta. Nguyên lai, vừa rồi chính là hắn ở đây điều khiển phù bảo vô hình châm, trộm tập kích giết hai người phụ nhân mặt vàng. Phù bảo vô hình châm sau khi kích phát mặc dù khó có thể phát hiện và lại tốc độ phi độn lại cực nhanh. Nhưng khi kích phát sinh ra dao động linh khí, cho dù Lạc Hồng thân ở dưới đất thì hai người này cũng không, nên một chút cảm giác cũng không cảm thấy được như vậy. Đương nhiên, nếu cảm giác được thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, độn tốc cực nhanh của vô hình châm một khi tế xuất. Hai người này chỉ có một con đường chết, khác nhau chỉ ở chỗ làm ra động tĩnh lớn nhỏ. Thuận lợi giải quyết hai ma tu cảnh giới, Lạc Hồng một bên thi triển thổ độn thuật nổi lên, một bên sử dụng vô hình châm, hướng bảy gã cuồng diễm tu sĩ ngồi xếp bằng mà đi. Liên sư muội, trải qua trận chiến này, người của hai tông ta cũng coi như bồi dưỡng ra chút ăn ý, nhiệm vụ đánh lén linh dược viên sau đó có lẽ sẽ thuận lợi không ít. Lão giả áo vàng là hộ pháp của Thiên Sát Tông, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng đối với tiểu cô nương áo đỏ đối diện lại vô cùng khách khí. Hừ, Liên Phi Hoa ta xuất thủ quả quyết không có khả năng thất bại, chỉ cần sư huynh ngăn trở đợt thứ nhất thế công của tu sĩ thủ viên. Đợi thanh dương ma hỏa của Ma Diễm Tông chúng ta xuất hiện, thủ thắng chính là chuyện đã định. Hồng y thiếu nữ Liên Phi Hoa ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng phía trước, phảng phất thấy được sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ở trước mặt lục tông ma tu tạo ra cảnh tượng đại náo động kia. Đối với hoàng y lão giả tỏ ra cung kính, nàng làm như không thấy, tựa như đã sớm tập mãi thành thói quen. Ha ha, có đôi sát linh này của lão phu ở đây, tu sĩ quý tông cứ việc yên tâm chính là, lão phu tuyệt sẽ không để cho bọn hắn gặp chuyện không may. Ân, lão giả áo vàng chợt cảnh giác, nhưng hiển nhiên đã muộn. Ma tu không có mở ra hộ thân linh cháo, ở trước mặt vô hình châm có bao nhiêu cũng không đủ giết. Tại lúc hoàng y lão giả nói chuyện, Lạc Hồng liền sai khiến vô hình châm giết chết 7 tên cuồng diễm tu sĩ bên kia, trong nháy mắt, liền đã thành công thanh lý, mọi việc tựa như vặt rơm tuốt dạ vậy. Bởi vì nhiễm huyết khí quá nhiều, trên thân kim vô hình châm trong suốt ngắn ngủi xuất hiện một vệt đỏ ửng, nhưng lập tức đã bị linh quang hiện lên tẩy đi, lần thứ hai trở nên vô hình vô tích. Không tốt, là phù bảo vô hình châm của khung lão quái Yểm Nguyệt Tông, nơi đây có đệ tử Yểm Nguyệt Tông mai phục. Hồng y thiếu nữ không kịp kinh nộ vì cuồng diễm tu sĩ thủ hạ đã toàn diệt, vội vàng kích phát một tấm cao giai phòng ngự phù lục hộ thân, tiếp theo lại tế ra một mặt hỏa quang tiểu thuẫn. Tu tiên giả đều tai thính mắt tinh, động tĩnh bên ngoài thoáng cái liền kinh động một đám ma tu đang phá hư cửa động ở xa. Bọn họ vừa muốn hồi viện, đã thấy tứ sát trận ban đầu bị phá hư, lại nổi lên. Mặc dù thoạt nhìn không ổn định chút nào, trong khoảng thời gian ngắn sẽ sụp đổ, nhưng cũng đủ để ngăn cản bọn họ trong chốc lát. Bất luận ma tu bị nhốt trong trận kinh sợ như thế nào, Lạc Hồng buông tay bấm quyết, bay về phía hai người Liên Phi Hoa. Thật can đảm. Hoàng y lão giả thấy kẻ đánh lén chỉ có một người, lúc này giận dữ, từ phía sau hắn bay ra hai đạo bóng trắng quỷ dị, chính là sát linh lúc trước làm cho Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mông đau đầu vô cùng. Linh khí quanh thân Lạc Hồng dâng lên, Thủy Long thuật trong nháy mắt thi triển ra, phân thần thúc dục đánh về phía hai đạo bóng trắng kia, không cầu thắng địch, chỉ cầu ngăn cản một lát. Liên Phi Hoa thấy người mai phục xông thẳng về phía nàng, hiện ra bối rối trong nháy mắt, sau đó tràn đầy hận ý lấy ra một kiện pháp khí từ trong ngực. Đang muốn tế xuất công địch, đã thấy đối phương bắn ra một quả cầu nhỏ đen như mực, không hề có linh khí dao động. Dựa vào cái này cũng muốn công phá song trọng phòng ngự do hộ thuẫn cao giai cùng hỏa lân thuẫn của ta, tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết kết cục chọc giận Liên Phi Hoa ta. Tuy rằng không kịp né tránh tiểu cầu do đối phương bắn ra, nhưng Liên Phi Hoa hiển nhiên đối với phù lục cùng pháp khí của bản thân rất tự tin. Tiếp tục thúc giục pháp khí mới vừa lấy ra, tựa hồ bảo này vừa ra, có thể lập tức khắc địch chế thắng, giải mối hận trong lòng nàng. Nhưng mà, lúc tiểu cầu màu đen bay tới hộ thuẫn của nàng, vừa không có nổ ra, cũng không có bắn ra, mà là dán trên đó không vung ra được. Đây là con nhện. Sau một khắc,
con nhện màu đen chỉ to bằng con mắt này liền điên cuồng nuốt lấy linh khí, thân hình cũng theo đó nhanh chóng phồng lên. Lúc này, Liên Phi Hoa mới ý thức được không ổn, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Oanh một tiếng vang thật lớn, đan chu nuốt hơn phân nửa linh khí của hộ thuẫn cao giai rồi nổ tung. Chẳng những đem Liên Phi Hoa đứng mũi chịu sào nổ đến miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, còn đem Hoàng Y lão giả bên cạnh cũng cho chấn lui mấy trượng. Lạc Hồng thân hình lóe lên, đi tới phía sau Liên Phi Hoa vừa chịu trọng thương, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, giơ tay chính là một tấm chấn hồn phù dán ở trên trán của nàng. Đáng thương cô gái này một thân bảo bối còn chưa kịp tế ra sử dụng, đã bị Lạc Hồng một phen này nhanh mãnh tập kích sở bại, tự thân càng là bị bắt. Buông Liên sư muội xuống, Hoàng Y lão giả thấy thế hoảng hốt, quát to một tiếng, muốn liều mạng với Lạc Hồng. Lạc Hồng tiện tay quăng mấy tấm phù lục trung giai đi ra ngoài, cầm lấy thiếu nữ áo đỏ liền trốn vào trong đất, cảm ứng được lão giả áo vàng phía sau thi triển thổ độn phù truy kích cũng không hoảng loạn. Sau khi rút lui tới không gian ngầm trước đó, Lạc Hồng chụp ra một tấm tứ tượng Nazi phù, sau hai hơi thở liền cùng thiếu nữ áo đỏ không thấy bóng dáng. Chương 126, cưỡng lột khống chế Liên Phi Hoa. Lão giả áo vàng ở dưới đất gấp đến độ chạy tán loạn giống như ruồi bọ không đầu. Nhưng cho đến khi pháp lực của thổ độn phù hao hết, vẫn không thể tìm được thân ảnh của thiếu nữ áo đỏ cùng người đánh lén nàng kia. Hắn mang vẻ mặt âm trầm trở lại mặt đất, lúc này cho dù không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận đối phương đã bắt sống độc nữ của môn chủ Ma Diễm Môn, còn từ trong tay hắn chạy thoát. Rút lui, Hoàng Y lão giả cắn, răng phun ra một chữ, mang theo mấy tên ma tu còn lại hướng biên cảnh mà đi. Hơn 10 ngày sau, lúc môn chủ Ma Diễm Môn nhận được tin tức đã tức giận vạn phần, phái ra rất nhiều tu sĩ phối hợp với ma tu của năm tông còn lại, giết người phóng hỏa khắp nơi trong Việt quốc. Đáng nhắc tới chính là, mục tiêu của bọn họ có một nửa là sản nghiệp của Yểm Nguyệt Tông. Tổn thất cực lớn khiến cho bảy phái đau lòng không thôi, hơn nữa viện binh hai nước Nguyên Vũ, Tử Kim đã đến. Liền chủ động nhấc lên đại chiến ở biên cảnh, đem ma tu tinh nhuệ làm loạn ở nội địa bước trở về. Trong một tòa rừng đá hoang nguyên cách mỏ linh thạch mấy chục dặm, một đoàn ánh sáng bốn màu đột nhiên xuất hiện, lập tức hóa thành hai bóng người một nam một nữ. Lạc Hồng vừa hiện thân, đầu tiên là dùng thần thức quét mắt bốn phía, sau khi xác nhận không có dị thường. Không chút khách khí tháo túi chữ vật trên người Liên Phi Hoa xuống, sau đó dùng thần thức từ đầu đến chân tỉ mỉ lục soát nàng hai lần, quả nhiên có phát hiện mới. Sau khi đưa tay tháo châm cài tóc và vòng tay của nàng xuống, Lạc Hồng hơi chần chừ một chút, vung tay lên liền dùng pháp thuật lột sạch nàng. Hữu trưởng hư chảo, liền đem cái yếm bên người Liên Phi Hoa chụp vào trong tay. Nhưng mà, Lạc Hồng nắm cái yếm còn dư ấm này, trên mặt lại không có một tia kiều diễm, ngược lại sắc mặt âm trầm. Âm dương nhị khí đấu, xem ra lai lịch của ngươi thật đúng là không nhỏ, Lạc Hồng oán hận nói. Âm dương nhị khí đấu chính là một loại pháp khí ma đạo được ghi lại trong Đại Nhật Thanh Ma Công. Luyện chế pháp khí này ngoại trừ cần rất nhiều linh tài chân quý bên ngoài, còn cần thu thập thiếu dương thiếu âm chi khí từ 9 đôi đồng nam đồng nữ. Hơn nữa phải do người nắm giữ nó tự mình tế luyện, như vậy mới có thể tạo được hiệu quả là chậm rãi tăng tiến tu vi cho người nắm giữ ma công. Đối với loại ma tu hung ác này, Lạc Hồng rút đi một tia thương hại cuối cùng trong lòng, nhấc lên phù bút vẽ xuống nhiều phù văn cấm chế trên người nữ nhân này. Rồi sau đó thu bút, vung tay lên giúp nàng đem quần áo mặc tốt, tiếp theo lấy ra một khỏa đan dược chữa thương, đút xuống cho nàng này. Liên Phi Hoa bị thương mặc dù nặng, nhưng đều chỉ là ngoại thương tạo thành khi linh khí nổ tung, trong cơ thể không có bị pháp lực dị chủng xâm lấn, trị liệu lên thập phần đơn giản. Một viên đan dược bổ huyết bồi nguyên vào bụng, thương thế liền chuyển biến tốt đẹp. Lạc Hồng thấy thế lại cho nàng ăn một viên đan dược mê hồn, đợi sau khi dược lực phát ra, pháp lực tràn ra từ ngón tay đánh lên mi tâm của nàng, bắt đầu thi pháp. Liên Phi Hoa chỉ vừa thoáng mở mắt, nhưng hai mắt vô thần, thần sắc dại ra, hiển nhiên là ở vào trạng thái bị khống chế. Đứng dậy, Lạc Hồng dùng pháp lực thúc giục cấm chế trên người Liên Phi Hoa, thấy nàng nghe lời đứng lên, khẽ gật đầu, đeo lên cho nàng cái nón che mặt mà hắn đã dùng lúc trước, che lấp khuôn mặt không bình thường kia. Liền mang theo nàng hướng Vũ Sơn phi độn mà đi. 20 ngày sau, trước cửa Nhàn Vân Tửu Lâu tiếng tăm lừng lẫy của Hoàng Thành Việt Quốc, có hai vị khách kỳ quái một nam một nữ tới. Nam nhân mặc một bộ trang phục màu đen, mặt trắng như tuyết, đáng tiếc tướng mạo bình thường,
nếu không cũng là một công tử nhẹ nhàng. Nữ nhân mặc một thân quần áo màu đỏ vừa nhìn đã biết giá cả xa xỉ, tuy rằng trên đầu đội nón che mặt, nhưng khí chất xuất trần, không khỏi làm cho người ta ảo tưởng dung mạo tuyệt thế dưới nón. Nếu không phải nam nhân trong lúc đi lại hiển lộ ra thân thủ không tầm thường, sớm đã có người đi lên tìm phiền toái. Hai vị khách quan, ghé ăn hay là ở trọ đây? Cho một bàn đồ ăn ngon trước. Thanh niên nam tử chính là Lạc Hồng, hắn tiện tay ném ra mấy lượng bạc vụn, nhấc chân liền vào đại sảnh, Liên Phi Hoa yên lặng đi theo phía sau hắn. Được rồi, khách quan, mời ngài lên lầu. Điếm tiểu nhị vừa thấy bạc, nhất thời vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng dẫn đường đi phía trước. Lạc Hồng mắt không chớp mà đi tới, kỳ thật thần thức đã sớm đem mỗi người trong đại sảnh đều quét mắt một lần, cũng không phát hiện tồn tại của tu tiên giả. Đến lầu 2, tiểu nhị đem hai người an bài ở một cái nhã tọa gần cửa sổ, sau đó không cần Lạc Hồng phân phó liền vô cùng lo lắng chạy đi gọi đồ ăn. Không lâu sau, liền bưng bốn đĩa rau trộn lên. Khách quan, cần phải mang chút rượu, Nhàn Vân Tửu của Nhàn Vân Tửu lâu chúng ta chính là hảo tửu có tiếng tăm lừng lẫy à. Tiểu nhị nhanh nhẹn bưng thức ăn lên, ân cần hỏi, không cần rượu, tự ta đã mang theo. Lạc Hồng cởi ngọc long hồ bên hông xuống, vỗ vỗ thân hồ lô nói. Vậy được, hai vị khách quan chờ một chút, mấy món ăn chiêu bài của bổn điếm sẽ tới ngay. Nếu có chuyện gì, xin cứ phân phó. Điếm tiểu nhị bị cự tuyệt như trước tươi cười đầy mặt, đem khăn lau bàn chải hướng trên vai khoác lên, liền xoay người đi tiếp đón thực khách khác. Sau khi đưa mắt nhìn hắn rời đi, Lạc Hồng cầm lấy đũa, nếm thử rau trộn trước mắt, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại hắn lòng đầy tâm sự, mùi vị thức ăn ít đi vài phần sức hấp dẫn. Ngày đó, sau khi hắn bắt được Liên Phi Hoa, liền một đường bay tới Vũ Sơn, dự định tìm hậu nhân Tiền gia để giải phong ngọc giản đại ngũ hành thông thánh quyết mà hắn đạt được lúc trước. Bởi vì trước mắt bảy phái đang giao chiến với ma đạo lục tông, Lạc Hồng tự nhiên không thể quang minh chính đại tìm tới cửa. Nếu không nếu bị Hoàng Phong Cốc biết được hành tung, chắc chắn sẽ bị áp cho tội danh tránh chiến bỏ chạy. Cũng may, tu vi cao nhất ngũ đại gia tộc Vũ Sơn là Triệu Khinh Linh cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ. Lạc Hồng hoàn toàn có thể ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào vẫn tìm được hậu nhân của Tiền gia. Chờ hắn giải phong ngọc giản, lại cho hắn ăn chút đan dược tiêu trừ trí nhớ ngắn hạn, liền vạn sự đại cát. Nhưng là chờ hắn lặng lẽ đi lên Diệu Kim Phong, đối với một tên phàm nhân Tiền gia thi triển khống thần thuật, sau đó biết được hậu nhân của Tiền nhiệm gia chủ đã thành đương nhiệm gia chủ. Hơn nữa tu vi là trúc cơ sơ kỳ, là một cái nữ tử cùng hắn không kém bao nhiêu tuổi, tên là Tiền Mộc Lan. Cái này cũng không có gì, một nữ tu trúc cơ sơ kỳ còn không lật ra được lòng bàn tay Lạc Hồng, nhưng vấn đề mấu chốt là, nữ nhân này thân là Tiền gia gia chủ. Dĩ nhiên không hảo hảo ở lại Tiền gia, ngược lại ở trong quân đội phàm nhân Việt Quốc làm tướng quân, nói là lịch lãm thế tục có trợ giúp tu luyện công pháp. Khiến cho Lạc Hồng chỉ có thể một đường lại từ Vũ Sơn chạy tới Hoàng Thành Việt Quốc, lãng phí không ít thời gian. Trong Hoàng Thành có không ít tu tiên giả, tuy rằng đều là tán tu, nhưng để đảm bảo, Lạc Hồng vẫn không nên lấy thân phận đệ tử Hoàng Phong Cốc để lộ diện. Vạn nhất giống như Hàn Lão Ma nửa đường bị tu sĩ bảy phái bắt tới ép làm nhiệm vụ, vậy thì cũng quá là thảm rồi. Hơn nữa, trong Hoàng Thành hiện nay có Hắc Sát giáo hung hăng ngang ngược, âm thầm khắp nơi bắt tán tu để huyết tế. Lạc Hồng cũng không muốn cùng bọn họ cứng rắn đụng độ, đơn giản liền ngụy trang thành võ giả phàm nhân như bây giờ. Bất quá, hắn mặc dù đã ở trên người Liên Phi Hoa hạ cấm chế, nhưng chung quy so ra kém hơn chính mình thi triển liễm khí thuật. Đối phó với tu sĩ luyện khí kỳ còn tốt, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ sợ là sẽ nhìn ra dị thường của nàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 127, Tiêu gia tổ tôn. Lạc Hồng đến Nhàn Vân Tửu lâu này, thứ nhất là muốn tìm cho Liên Phi Hoa một nơi an thân, để cho hắn ở bên ngoài có thể an tâm làm việc, thứ hai là muốn tìm Tiêu gia tổ tôn. Tiền Mộc Lan vốn là dẫn quân đóng ở biên giới Việt Quốc, nhưng hiện tại bảy phái cùng ma đạo đang đánh nhau kịch liệt trên biên giới. Nơi nào tới phiên quân đội phàm nhân nhúng tay, cho nên liền bị triệu hồi Hoàng Thành, ở xung quanh đảm đương như cấm quân. Nhưng Hoàng Thành này lớn như vậy, phàm nhân nhiều như vậy, Lạc Hồng lại không tốt triển lộ tu vi, quả thực không dễ tìm nàng. Sau một phen khổ tư,
Lạc Hồng nghĩ tới tổ tôn Tiêu gia cùng Hàn lão ma giao dịch vô danh liễm khí thuật. Tiêu lão đầu tử có tu vi luyện khí tầng 9, trong tán tu đã không tính là yếu, bọn họ ở Hoàng Thành đã lâu, tất nhiên sẽ bằng vào thân phận tu tiên giả kết giao một ít quyền quý. Nếu bọn họ chịu hiệp trợ, mượn nhân mạch tìm một thiếu nữ tướng quân trong quân, có lẽ không phải việc khó. Trước khi vào cửa, Lạc Hồng liền dùng thần thức đảo qua cả tòa tửu lâu, không phát hiện khí tức của ông cháu Tiêu gia, hắn cũng không nóng vội, chậm rãi thưởng thức món ăn chiêu bài do tiểu nhị mang ra. Đợi mặt trời chiều ngã về tây, lúc trăng sáng lên cao, một vị lão giả tóc xanh mang theo một thiếu niên mi thanh mục, tú, từ cửa sau đi vào tửu lâu, trên mặt hai người đều có vẻ vui mừng, tựa hồ hôm nay ở bên ngoài có thu hoạch ngoài ý muốn. Ra ra, lúc này ở phường thị dưới lòng đất dĩ nhiên có thể trùng hợp gặp được người bán ra Hoàng Long Đan, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Thiếu niên mới vừa đóng cửa liền thoáng cái an tâm, nói ra lời nói mà hắn đã nghẹn một đường, bộ dáng nhảy nhót làm nũng quả thực giống như một cái thiếu nữ. Cho ngươi, phục dụng đan dược phải hảo hảo tu luyện. Lão giả áo xanh nhìn về phía thiếu niên ánh mắt trìu mến cực kỳ, đem đan dược vừa mới giao dịch được nhét vào trong tay thiếu niên. Có đan dược này, không cần một năm, ta có thể đột phá luyện khí tầng 6, đến lúc đó khoảng cách trở thành luyện khí hậu kỳ đại cao thủ lại gần hơn một bước. Thiếu niên bảo bối cầm bình thuốc trong lòng bàn tay, vội vã đi về phía phòng. Thanh bào lão giả nghe thiếu niên nói như vậy, trong ánh mắt thương tiếc lập tức biến thành càng thương tiếc hơn, hắn thập phần rõ ràng tâm tư đối phương. Muốn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, còn không phải muốn tham gia thăng tiên đại hội sao, nhưng cái thăng tiên đại hội kia quả thực quá mức hung hiểm à. Lão giả áo xanh không tiếng động thở dài, hắn vừa không đành lòng khuyên nhủ thiếu niên an tâm làm tán tu, đừng nghĩ chuyện trúc cơ cải mệnh, lại không đành lòng nhìn thiếu niên đi lên lôi đài thăng tiên chết người. Buồn. Lúc này, Lạc Hồng thấy hai người này không có ý tứ tới tửu lâu xem xét làm ăn, mà là trực tiếp đi tới nơi ở của họ ở hậu viện. Liền điều khiển cấm chế trên người Liên Phi Hoa, chủ động thả ra một ít khí tức của nàng, ngụy trang thành tu tiên giả luyện khí tầng 8. Trong thần thức của hắn, thân hình hai ông cháu đồng thời cứng đờ, sau khi liếc mắt nhìn nhau, lão giả ở phía trước, thiếu niên ở phía sau tiến lại gần nơi này. Lạc Hồng nhấp một ngụm rượu, mỉm cười, bọn họ hiện tại cảm giác hẳn là đột nhiên phát hiện trong nhà có trộm đi. Lão giả áo xanh vừa mới lên lầu, Lạc Hồng liền dùng phân thần điều khiển cấm chế trên người Liên Phi Hoa, chỉ thấy hắn cầm lấy chén rượu, hướng lão giả áo xanh hơi chắp tay. Người này có thể nhìn thấu tu vi của ta. Lão giả áo xanh cả kinh, hắn đi lên chỉ là để xác nhận tửu lâu nhà mình có hay không gặp phiền toái gì, không ngờ đối phương lại phát hiện ra hắn. Hắn đưa tay phải ra sau lưng, ra dấu bảo thiếu niên đừng đi lên, trầm mặt tiến lên nói, hai vị đạo hữu, lão phu có chỗ đắc tội không? Nếu không phải là lầu hai của tửu lâu còn có thực khách khác, thanh bào lão giả cũng không muốn bại lộ thân phận. Hơn nữa đối phương tu vi nếu so với hắn thấp hơn một tầng, hắn là sẽ không phải là đến kiếm chuyện. Đạo hữu, lão gia tử, ngươi cũng là tu tiên giả. Lạc Hồng ra vẻ cả kinh, bàn tay đặt ở bên miệng, thấp giọng hỏi. Lão giả áo xanh sừng sốt, hắn vừa rồi không cẩn thận điều tra tu vi Lạc Hồng, chỉ là theo bản năng cho rằng ngồi cùng bàn. Với tu tiên giả tất nhiên cũng là người tu tiên. Nghe Lạc Hồng nói như thế, lập tức động dụng pháp thuật cùng thần thức cẩn thận điều tra đối phương một phen, kết quả không cảm ứng được một tia khí tức pháp lực nào, dĩ nhiên thật sự là một phàm nhân. Lão giả áo xanh giật mình, đồng thời trong lòng cũng thả lỏng xuống, chỉ có một tu tiên giả luyện khí tầng 8. Là đánh không lại tổ tôn hai người bọn họ liên thủ, lúc này ho khan hai tiếng. Đạo hữu không cần giật mình, tướng công ta đích thật là phàm nhân. Vợ chồng ta mới tới Hoàng Thành gặp chút chuyện khó xử, cho nên muốn tìm một đồng đạo tương trợ. Lúc uống rượu tình cờ cảm ứng được khí tức của hai vị, lúc này mới bại lộ khí tức đưa hai vị tới, nếu có chỗ quấy nhiễu, mong thứ lỗi. Liên Phi Hoa ngữ khí lạnh nhạt, cử chỉ cũng rất khách khí, giơ chén rượu lên kính lão giả áo xanh cùng thiếu niên từ phía sau đi tới một chút, tựa như bồi tội cạn một chén. Khó xử, đạo hữu xem như tìm lầm người, hai ông cháu ta đều là tán tu, thân không có vật gì, sợ là không giúp được quý phu thê cái gì à. Nghe ý tứ này, sợ là không phải khó xử vì chuyện linh thạch, chẳng lẽ thật có tu tiên giả lần đầu gặp mặt liền hỏi người mượn linh thạch sao? Lão giả áo xanh mặt cứng đờ, vẫn duy trì đề phòng. Tiên trưởng chớ lo, ta cùng phu nhân không cần tài vật,
chỉ muốn thỉnh tiên trưởng hỗ trợ tìm người. Người này cũng là tu tiên giả, cùng tổ tiên của phu nhân ta có quan hệ sâu xa. Vợ chồng ta chỉ biết nàng nhậm chức trong quân đội ở Hoàng Thành, lại không biết cụ thể ở nơi nào. Tiên trưởng ở đây kinh doanh tửu lâu nhiều năm, nghĩ nhân mạch thông suốt, tìm người cũng không phải việc khó. Lạc Hồng đứng dậy chắp tay thi lễ, nói rõ duyên cớ. Hai ông cháu ta xưa nay khiêm tốn, kết giao với quyền quý trong Hoàng Thành không sâu, chỉ sợ thật sự không giúp được gì, hai vị chớ trách. Lão giả áo xanh nghĩ một cái cớ nói lời cự tuyệt, nghĩ thầm ai ngờ hai người các ngươi là tìm bạn hay là tìm người để trả thù. Phiền toái bực này là Tiêu lão nhi ta cũng không tham gia vào đó, khó tránh dây họa cho mình. Đạo hữu chớ vội cự tuyệt. Tướng công, đừng luyến tiếc, tìm không thấy tiền muội muội, vết thương của ta không biết bao giờ mới lành. Liên Phi Hoa lấy hai chén rượu không, đẩy về phía Lạc Hồng. Hai vị, đây là linh tử do tại hạ luyện chế, mặc dù không phải mặt hàng thượng thừa, nhưng dùng để mua tin tức hẳn là đủ rồi. Hắc hắc, phu nhân, cái nút này vừa mở ra, tính nghiện rượu của ta lại tái phát, có thể uống một chén không? Lạc Hồng cầm lấy ngọc long hồ, mở nắp ra, rót đầy cho hai chén không kia, đem miệng hồ lô đặt lên phía trên chén rượu của mình, cười nịnh nọt nói. Tướng công ngươi thật đúng là, ta chưa bao giờ hạn chế ngươi uống rượu. Liên Phi Hoa thản nhiên nói. Phải hạn chế, phải hạn chế, mỗi một khối linh thạch đều không thể lãng phí. Lạc Hồng tự nói rót non nửa chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt hạnh phúc dư vị. Ra, là linh tử. Thanh âm giòn tan của thiếu niên vang lên, tiến lên một bước túm lấy tay áo lão giả áo xanh, tỏ ra thèm khát. Là linh tử, thật thơm. Tiêu lão đầu ngửi linh khí cùng mùi rượu say lòng người này, nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng lịch duyệt lão luyện vẫn khắc chế được dục vọng. Không, tiểu hữu, linh tử này thật sự là do ngươi ủ thành. Ha ha, tiên trưởng, ngươi cũng đừng nhìn ta là phàm nhân, nhưng ta từng làm trưởng công ở Hoàng Phong Cốc. Bản lĩnh ủ linh tử này chính là ta học lúc đó. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, nhét nút cho Ngọc Long Hồ. Chương 128, lừa gạt Tiêu gia. Hoàng Phong Cốc còn dạy phàm nhân ủ linh tử. Thiếu niên chớp mắt to, bảy phần tò mò ba phần hướng tới nói. Không phải Hoàng Phong Cốc dạy, mà là địa phương tại hạ làm việc dạy ta. Đó là một tòa linh điền bị trận pháp vây quanh, trồng đầy linh cốc cho tu tiên giả ăn. Theo tiền bối nói trong vườn có linh khí so với ngoại giới càng tràn đầy. Chính là những phàm nhân như chúng ta, quanh năm ở bên trong đều có thể kéo dài tuổi thọ. Tiên trưởng quản lý dược viên, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nghe nói hắn cả năm bế quan trên sườn núi nhỏ ở giữa cốc, là tu tiên giả trúc cơ kỳ nha. Lạc Hồng ưỡn thẳng ngực, có vẻ hết sức kiêu ngạo nói. Thật lợi hại a, ta nếu có thể ở địa phương như vậy tu luyện, chính là giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý a. Trong mắt thiếu niên sáng lên, thần thái diệu nhân. Tốt như vậy, tiểu hữu làm sao lại đi ra đây? Tiêu lão đầu nghe đối phương nói có trật tự có lý như vậy, không khỏi tin ba phần, nhưng vẫn có chút lo lắng đối phương là trộm chạy ra. Hắc hắc, đương nhiên là cưới vợ theo vợ. Tiên trưởng không cần lo lắng, chuyện giữa ta và phu nhân, trác quản sự trong dược viên có biết, hồ lô có thể chứa linh tử, chính là lễ vật mà hắn tặng cho vợ chồng ta lúc thành hôn. Lạc Hồng mang theo chút ý xấu hổ của thiếu niên nói. À, thì ra là thế, vậy vết thương của vị đạo hữu này là thế nào? Tiêu lão đầu vừa ra khỏi miệng, thần sắc Lạc Hồng liền tối sầm, mặt mày rủ xuống. Chỉ là tại lúc thu thập linh dược để ủ chế linh tử bị một con chuột làm bị thương, chúng độc của súc sinh kia, chỉ có người tu luyện công pháp kim hành trợ giúp mới có thể bài xuất độc tố. Liên Phi Hoa vẫn lạnh nhạt nói, thử yêu chi độc, khó trách đạo hữu che giấu khuôn mặt. Tiêu lão đầu cũng biết về độc của thử yêu, hiểu rõ người chúng độc trên mặt sẽ mọc ra vết loang lổ như đồng tiền. Như vậy cũng tiết kiệm được một phen miệng lưỡi của Lạc Hồng. Ông nội, cháu thấy hai vị này không giống người xấu, nếu không thì giúp một tay đi. Thiếu niên linh động chớp mắt, tựa vào sau lưng tiêu lão đầu nói. Được rồi, nể tình hai vị đều là tán tu, cuộc sống không dễ dàng, lão phu liền phá lệ một lần. Tiêu lão đầu quả thật cảm ứng được khí tức phù phiếm của nữ tu sĩ này, nghĩ thầm không có khả năng có người sẽ mang theo thương thế đi trả thù, thêm vào linh. Tửu hấp dẫn hắn, liền đáp ứng. Vì thế, Lạc Hồng rời vị trí xuống, cùng tiêu lão đầu ngồi đối diện, bên cạnh thì là Tiêu Thúy Nhi đang nữ cải nam trang ngồi.
Nàng này từ sau khi nghe nói Lạc Hồng là từ Hoàng Phong Cốc đi ra, liền níu lấy hỏi các loại vấn đề của Hoàng Phong Cốc. Lạc Hồng chỉ có thể chọn chút lời có thể nói ra, qua loa ứng đối với nàng. Nhưng vẻn vẹn như vậy, nàng này cũng là một bộ càng ngày càng hướng về nơi đó, xem ra hướng đạo chi tâm là thật sự cực kỳ kiên định, trách không được sau này sẽ kết đan thành công. Sau khi nâng cốc nói chuyện vui vẻ một hồi, đề phòng của ông cháu Tiêu gia rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Trong đó có một phần là bởi vì diễn xuất lô hỏa thuần thanh của Lạc Hồng, phần lớn là hai ông cháu này tự nhận mình đang ở một phương cường thế. Trước khi chia tay, Tiêu lão đầu đáp ứng ngày mai sẽ đi bái phỏng mấy đại quan của phàm nhân, đi giúp hắn hỏi thăm tin tức về thiếu nữ làm tướng quân nọ. Đóng cửa phòng, Lạc Hồng lại đút cho Liên Phi Hoa một viên mê hồn đan, liền để cho nàng đi đến trước bàn trang điểm ngồi một mình. Hắn tự mình tìm hiểu phương pháp luyện chế lục hợp thần châm, tính toán nên đi nơi nào thu được những tài liệu này. Giờ này khắc này, Tiền Mộc Lan chính vẻ mặt xanh mét mà nhìn xem hai cái thân binh đang quỳ rạp ở dưới chân nàng. Tức giận khó nén nói, hai người các ngươi đem chuyện xảy ra mấy ngày nay bổn tướng quân không có ở đây, nguyên bản nói ra. Bẩm tướng quân, thật không phải hai người ta lười biếng quân lệnh. Hai vị thiếu gia từ sau khi tướng quân đi, lúc đầu còn có thể sống yên ổn ở trong doanh rèn luyện gân cốt, nhưng ba ngày trước công công trong cung phụng chỉ đến đây điều quân. Không biết như thế nào liền coi trọng vũ dũng của hai vị thiếu gia, ngày hôm sau liền từ trong cung mời thánh chỉ, lệnh cho hai vị thiếu gia tham gia luận võ trước điện. Hai thân binh nơm nớp lo sợ nói, nữ tướng quân trước mắt mặc dù chưa bao giờ đấu tranh anh dũng giết địch, tự xưng là chí tướng, nhưng thân là thân binh bọn họ biết rõ thần lực kinh người của người này. Chỉ bằng thân thể hai người bọn họ, tuyệt đối không nhịn được một quyền nén giận của tướng quân. Luận võ trước điện, bổn tướng quân vì sao chưa bao giờ nghe nói đến việc này? Tiền Mộc Lan nghi hoặc hỏi. Đây là sau khi tướng quân rời đi, trong cung truyền ra ý chỉ, nói trong hoàng thành tài ba dị sĩ tại trước điện tỉ thí, người thắng có thể được phong thiên sư vị. Sau đó thì sao? Hai đứa cháu của ta mất tích trên võ đài. Tiền Mộc Lan vội hỏi, hai thiếu niên này là tu tiên giả của Tiền gia, ở thế hệ này có tư chất tốt nhất. Một năm trước bị nàng từ Tiền gia tiếp đi ra, mượn sát khí trong quân để tu luyện thiết đỉnh kim thân công, đã có chút tiểu thành. Nhưng không thể tưởng được nàng chỉ là đi ra ngoài hơn 10 ngày, lúc trở về người đã không có. Chuyện này như thế nào không để cho Tiền Mộc Lan sốt ruột bốc hỏa? Đương nhiên không phải. Hai, người chúng ta tại luận võ là vẫn đi cùng bọn họ. Hai vị thiếu gia tuy rằng dũng mãnh phi thường, nhưng nghe theo dặn dò của tướng quân trước khi đi, cũng không xuất ra bản lĩnh chân chính, vòng thứ nhất liền cố ý bại. Vốn tưởng rằng việc này đến đây là đã kết thúc, nhưng ta chờ ở trên đường về, đột nhiên bị một luồng gió đen mê hoặc, tỉnh lại. Nói chuyện thân binh ngẩng đầu nhìn lén thiếu nữ tướng quân một cái, nuốt nước miếng nói, hai vị thiếu gia đã biến mất. Ừ. Tiền Mộc Lan mãnh liệt một chưởng, đem trước người bàn án làm từ chân mộc đập thành hai nửa, mắt nhìn hai cái phàm nhân tiểu binh đang nơm nớp lo sợ, hơi có vẻ phiền não mà đem hắn vung lui. Có cần giúp gì không? Một đạo thanh âm ôn nhu như nước tại sau lưng Tiền Mộc Lan vang lên, nàng lại giống như sớm biết có người ở đó, không có phản ứng đặc biệt gì. Đệ tử thất phái không phải không thể tham dự hết thảy sự vụ của Hoàng Thành Việt Quốc sao? Không cần ngươi hao tâm tổn trí, bất quá đây là chuyện của Tiền gia chúng ta, chính ta sẽ xử lý. Tiền Mộc Lan anh khí 10 phần cầm súng đứng dậy, sải bước đi ra ngoài doanh. Sư tỷ, Tiền cô nương như vậy có xảy ra chuyện gì không? Ai, các ngươi về trước đi, ta ở lại đây chăm sóc mấy ngày. Sư tỷ, như vậy không tốt lắm đâu, lệnh cấm của thất phái cũng không phải nói đùa. Không cần nhiều lời, Tiền cô nương vừa giúp chúng ta, chuyện của nàng ta không thể mặc kệ. Yên tâm, ta sẽ không bại lộ thân phận. Tiếng nói ôn nhu vừa dứt, trong doanh trướng liền lặng lẽ đi ra hơn 10 đạo bóng trắng, trực tiếp ra khỏi quân doanh, mà những binh sĩ phàm nhân kia lại giống như mắt mù, hoàn toàn không chú ý tới bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 129, Tiêu Thúy Nhi rất thú vị. Trưa hôm sau, Lạc Hồng nhận được một tin tức tốt từ Tiêu lão đầu. Thiếu nữ làm đến chức tướng quân ở xung quanh Hoàng Thành chỉ có một người, chính là Tiền tướng quân vừa từ biên cảnh điều trở về, trước mắt đóng ở đại doanh ngoài thành đông. Lạc Hồng mừng rỡ nói cám ơn, lập tức liền chuẩn bị tự thân đi tới đại bản doanh kia.
Liên tỷ tỷ không đi sao? Lúc đi tới cửa, Tiêu Thúy Nhi vẫn một thân nam trang đuổi theo, tò mò hỏi. Thân thể nàng suy yếu, vẫn nên ở lại tiểu lâu tu dưỡng thì tốt hơn. Lạc Hồng thuận miệng bịa ra, lý do cũng có thể chấp nhận được. Cũng đúng, nhưng ngươi là phàm nhân, làm sao vào được quân doanh, chẳng lẽ vẫn dùng linh tử mở đường? Tiêu Thúy Nhi rất thông minh, thoáng cái đã nhận ra sơ hở trong cử chỉ của Lạc Hồng. Làm sao vào được? Tự nhiên là dùng thổ độn thuật đi vào a. Lạc Hồng đang muốn tìm lý do, chợt nghe Tiêu Thúy Nhi cười hắc hắc, từ sau lưng lấy ra một khối yêu bài đầu hổ. Nhìn xem, có thẻ bài này, có thể thông suốt ra vào quân doanh rồi. A, đa tạ cô nương, ngươi suy nghĩ thật chu toàn. Lạc Hồng đưa tay đón lấy, nhưng không ngờ Tiêu Thúy Nhi rụt tay lại, để cho hắn bắt hụt. Chẳng lẽ ngươi muốn đi cùng ta? Lạc Hồng kinh nghi hỏi. Ừ, Tiêu Thúy Nhi cười híp mắt gật đầu. Gia gia của ngươi sẽ không đồng ý chứ? Dựa theo trình độ bảo hộ của Tiêu lão đầu đối với cháu gái, hắn tuyệt đối sẽ không để Tiêu Thúy Nhi mạo hiểm đi gặp tu tiên giả xa lạ. Ai nha, ta sẽ không vào quân doanh, chỉ là muốn hỏi ngươi vài vấn đề trên đường, đi mau đi, đừng làm lỡ thương thế của nương tử ngươi. Tiêu Thúy Nhi chột dạ phất tay, đẩy Lạc Hồng đi ra ngoài cửa. Đến trên đường cái, Tiêu Thúy Nhi vì duy trì hình tượng thiếu niên của chính mình, cuối cùng không có cổ linh tinh quái như trước, ngược lại là một bàn tay bắt chéo sau lưng, làm bộ một bộ công tử nhã nhặn. Lạc đại ca, ngươi có từng gặp qua tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính không? Bọn họ là bộ dáng gì? Sau khi đến một nơi yên tĩnh, Tiêu Thúy Nhi đột nhiên hỏi. Tu sĩ trúc cơ kỳ ta chỉ gặp qua hai người, một người là tiên trưởng trưởng quản dược viên của chúng ta, một người khác là bạn tốt của tiên trưởng, lúc hai người uống rượu ta ở bên hầu hạ qua vài lần. Bất quá ta là phàm nhân, cũng không có linh mục, chỉ là cảm thấy hai vị kia nhìn cùng phàm nhân cũng không có gì bất đồng, tuổi hẳn là cỡ ngang bằng với ta. Lạc Hồng ăn ngay nói thật, tu tiên giả chỉ cần không hiển lộ thần thông, ở trong mắt phàm nhân quả thật giống như phàm nhân. Tuổi bằng ngươi, lại có tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi như vậy, còn là hai người. Tiêu Thúy Nhi vẻ mặt không tin, thanh niên võ giả ở bên cạnh nhiều lắm cũng chỉ 25-26 tuổi. Cùng số tuổi với hắn mà đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, vậy còn không phải là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Ha ha, Tiêu cô nương tựa hồ rất muốn trúc cơ, chỉ là không gia nhập đại phái hẳn là rất khó đi. Lạc Hồng mặt mang ý cười nhìn Tiêu Thúy Nhi, khoan hãy nói, nha đầu này chỉ là 14-16 tuổi, dáng vẻ đã thập phần thủy linh. Qua vài năm nữa nhất định là một đại mỹ nhân, cũng khó trách Tiêu lão đầu vẫn để cho nàng mặc nam trang ra đường. Ai mà không muốn trúc cơ, ngươi không phải là đang khinh thường ta chứ? Tiêu Thúy Nhi giống như bị đâm vào chỗ đau, miệng mím lại, thở phì phò nói. Tại hạ là một giới phàm nhân làm sao có thể khinh thường ngươi, chỉ là lúc trước phu nhân ta nói, tán tu giống như các ngươi ở tại phàm tục đều là tu tiên giả đã buông tha tiên đạo. Chỉ tham luyến nhân thế hưởng lạc, nếu không nàng cũng sẽ không kéo lê thân thể bệnh tật mà ở trước mặt hai ông cháu ngươi hiển lộ tu vi. Phải biết rằng, trước khi chúng ta tới có nghe nói Hoàng Thành gần đây không yên ổn, có rất nhiều tán tu mất tích. Lạc Hồng có chút lo lắng nói, không cùng Tiêu Thúy Nhi dây dưa vấn đề có thể trúc cơ hay không, cơ duyên của nàng chưa tới, mình vẫn là không nên quấy nhiễu thì tốt hơn. Chính là bởi vì không yên ổn, Gia Gia hôm qua mới có thể tìm mọi cách từ chối các ngươi, những tán tu như chúng ta đều có sinh tồn chi đạo, chính là muốn lấy khiêm tốn làm gốc, tận lực ít đi tham dự vào những chuyện phiền phức mới có thể sống được lâu dài. Tiêu Thúy Nhi nói như vậy, tựa hồ mới ý thức được hành động hôm nay của mình có bao nhiêu không ổn, lén nhìn bốn phía một chút. Ha ha, bây giờ biết sợ rồi. Lạc Hồng âm thầm buồn cười, nghĩ thầm nào có dễ dàng gặp được tu tiên giả như vậy, nhưng mà thần thức theo bản năng đảo qua sau, hắn lại ngây ra. Thật đúng là có. Ngay tại xa trăm trượng phía trước ở phương hướng bọn họ tiến lên, một tên tán tu luyện khí tầng 7 đang đại náo một gian cửa hàng của phàm nhân. Lạc Hồng bất động thanh sắc, cùng Tiêu Thúy Nhi vẫn đang hoàn toàn không biết gì tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh họ nghe được động tĩnh do tên tán tu kia gây ra. Tán tu này ăn mặc tựa như một hiệp khách giang hồ thô kệch, không có vận dụng pháp lực xuất ra thần thông. Cho nên lúc này bên ngoài cửa hàng xảy ra chuyện, đã ba tầng trong ba tầng ngoài dân chúng phàm nhân vây quanh xem náo nhiệt. Bất quá, Lạc Hồng cùng Tiêu Thúy Nhi đều có thần thức, cho dù cách đám người, cũng có thể biết bên trong tóc phát sinh cái gì. Đây là một cửa hàng đậu hũ bình thường, bà chủ tuy có vài phần tư sắc,
nhưng tuyệt đối không tính là quốc sắc thiên hương, có thể làm cho tu tiên giả không tiếc cưỡng đoạt trước công chúng. Nhưng tên tán tu lại lấy công phu quyền cước đánh ngã mấy thanh niên cường tráng, vươn tay to hướng lão bản nương kia chụp tới. Lạc Hồng tò mò, dùng thần thức quét qua phụ nhân kia, liền biết được nguyên do, lập tức không chú ý nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thúy Nhi, nếu là tiểu cô nương này muốn trừng ác dương thiện, vậy nói không chừng sẽ có một phen phiền toái, người này kiêu ngạo như vậy, hơn phân nửa là cùng Hắc Sát giáo thoát không khỏi liên quan. Nào biết Lạc Hồng vừa quay đầu, liền đối diện với một đôi mắt lo lắng. Thì ra ngay từ đầu Tiêu Thúy Nhi đã lo lắng Lạc Hồng thân là võ giả, sẽ nhìn không được, nhiệt huyết dâng lên mạnh mẽ xuất đầu, cho nên vẫn nhìn chằm chằm hắn. Đi thôi, Lạc Hồng thở dài, liền tiếp tục đi về phía trước, một bộ sẽ không quản đến chuyện bao đồng kia. Dù sao, người nọ chỉ là muốn đoạt cái bông tai trên tảng đá xanh là một loại quỷ hỏa thạch linh tài, cũng không biết như thế nào bị người làm thành bông tai. Tiêu Thúy Nhi cúi thấp đầu đuổi theo, nàng mặc dù biết mình không nên ra tay, nhưng trong lòng luôn cảm thấy nghẹn khuất, đặc biệt là khi người bị hại vẫn là mỹ nữ xinh đẹp giống như nàng. Hai người vừa mới đi ra hơn 10 trượng, tên tán tu ngay tại trong ánh mắt u oán của bà chủ tiệm đậu hũ, bóp nát khuyên tai của nàng, nâng tảng đá xanh cười ha ha. Gì, nguyên lai là điên rồi. Mất hứng mất hứng. Cường nhân không có cường đoạt dân nữ, vậy thì không có hiệp sĩ phía sau ra tay, tiết mục làm cho người ta thích nghe ngóng, người vây xem nhao nhao tản đi. Tên tán tu không để ý tới phàm nhân nói năng lỗ mãng, sau khi thu được tiền tài ngoài ý muốn, từ trong ngực móc ra một con chuột lông trắng, trong mắt lệ sắc chợt lóe lên. Nửa canh giờ sau, Lạc Hồng cùng Tiêu Thúy Nhi ra hoàng thành, bốn phía không người liền cũng không cần cố kỵ. Một cái đề khí thi triển khinh công, một cái sử dụng khinh thân pháp thuật, không bao lâu liền đi tới thành Đông Đại Doanh bên ngoài. Lạc đại ca, ngươi cầm lệnh bài đi vào đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi hôm nay phải kể cho ta nghe hết chuyện xưa Trác tiền bối đại chiến cấm địa. Tiêu Thúy Nhi đã hoàn toàn quên mất vừa rồi không vui, hưng phấn mà tưởng tượng một đám luyện khí tầng 12 các đại cao thủ liều đấu dáng vẻ. Ha ha, đó cũng không phải là chuyện xưa, tiên trưởng cùng chúng ta giảng cổ thời điểm nói chắc như đinh đóng cột, khẳng định là sự thật. Lạc Hồng trừng mắt, tựa hồ có chút tức giận Tiêu Thúy Nhi không tín nhiệm. Là chuyện thật, là chuyện thật, lấy một địch 10, luyện khí địch trúc cơ xác thực đều là chuyện có thật, Lạc đại ca mau đi mau về à. Tiêu Thúy Nhi cố gắng nhịn cười, vung bàn tay nhỏ bé non nớt để Lạc Hồng đi nhanh một chút, nàng không nhịn được nữa. Lạc Hồng xoay người, biểu tình buồn bực đột nhiên biến thành mỉm cười, trêu chọc tiểu nha đầu này quả thực là thú vị. Sau khi bằng lệnh bài đi vào quân doanh, Lạc Hồng thi triển pháp thuật để cho binh lính phàm nhân dẫn hắn đường đi đến nơi yên tĩnh. Sau đó, thi triển thổ độn thuật, đi thẳng tới khu trung tâm doanh trướng. Chương 130, gặp phải ma tu. Không dùng thời gian quá nhiều, Lạc Hồng liền tìm được đại trướng của tướng quân, nhưng hắn không có mạo hiểm tiến vào. Bởi vì ở trong cảm giác của hắn có một cỗ khí tức lạ lẫm, nó lạnh như băng, như có như không giấu ở trong trướng. Lấy thần thức hiện tại của Lạc Hồng, ở cùng cảnh giới trúc cơ kỳ có thể tránh được hắn dò xét. Hoặc đã là giả đan cảnh giới, hoặc là có bảo vật đặc thù hoặc công pháp che giấu khí tức của bản thân. Tiền Mộc Lan tất nhiên tu luyện bí pháp luyện thể của Tiền gia, người này cho Lạc Hồng cảm giác tuyệt đối là khí huyết như rồng, cương mãnh nóng rực, cho nên người này cũng không phải là Tiền Mộc Lan. Mặc kệ người này cùng Tiền Mộc Lan là địch hay bạn, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới nhiều tham hợp, hắn hôm nay vốn là tới tìm hiểu. Cho dù Tiền Mộc Lan lúc này ngay tại trong doanh trướng, hắn cũng sẽ không lộ diện, mà là chờ sau khi trở về điều khiển Liên Phi Hoa lại đây để cho nàng giúp hắn giải phong ngọc giản. Chỉ cần di ngôn lâm chung của Tiền gia chủ không sai, Tiền Mộc Lan nên thống khoái giải phong mới đúng, mà hắn cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, ở trong năng lực âm thầm chiếu cố Tiền gia. Tuy rằng con đường giải phong ngọc giản có nhiều không thuận, nhưng hiện tại đã biết chỗ ở của Tiền Mộc Lan. Lạc Hồng cũng không vội, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nhiều hơn vài lần luôn có lúc chặn được cô gái này. Tâm có định kế về sau, Lạc Hồng liền tiềm hành trở về, trước, khi giúp tên binh lính phàm nhân giải đi pháp thuật, để cho hắn dẫn chính mình ra quân doanh. Trở lại nơi Tiêu Thúy Nhi chia tay, tiểu cô nương không thấy bóng dáng. Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, có chút ngại phiền toái thở dài nói, đi ra ngoài một chuyến đã bị theo dõi, thuật liễm khí của nha đầu này luyện không được đến nơi đến chốn à.
Dưới phạm vi mà thần thức Lạc Hồng có thể bao phủ, động tác nhỏ của tán tu giang hồ khách kia tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Chỉ là không ngờ đối phương sẽ xuống tay nhanh như vậy, đoán chừng là nhìn tu vi Tiêu Thúy Nhi quá yếu, tưởng là miếng thịt mỡ đến miệng. Tiểu tử kia, lại đến lúc ngươi biểu hiện rồi. Lạc Hồng móc hoàng xí điểu trong lòng ra, ném lên trời, mượn tầm nhìn của nó, từ trên cao nhìn xuống quét nhìn bốn phía. Hắn ở trong quân doanh không tốn bao lâu thời gian, hắc sát giáo chúng vừa bắt được Tiêu Thúy Nhi, hẳn là chạy không được bao xa. Quả nhiên, trên con đường đất cách đó hơn 10 dặm có bụi mù cuồn cuộn, hoàng xí điểu vừa nhìn đến liền thấy tu sĩ kia đang giá một chiếc xe ngựa đi nhanh. Lạc Hồng lúc này lấy thổ độn thuật đuổi theo, quỷ hỏa thạch cũng là một trong những tài liệu luyện chế của lục hợp thần châm, đối phương đã đưa tới cửa, vậy hắn liền không khách khí nhận lấy. Tên tán tu một đường chạy nhanh, rất nhanh liền đi tới một tòa đạo quán hẻo lánh ngoài hoàng thành. Trong đạo quán vốn có mấy đạo sĩ người phàm, nhưng ở ngày đầu tiên hắn cùng hai vị huynh trưởng tới đây đã đem bọn họ giết vứt xác vào trong rừng. Hiện tại, tiểu đạo quán này hoàn toàn biến thành ổ trộm. Đại ca, nhị ca, mau tới xem ta mang về mặt hàng gì. Tên tán tu một bên lớn giọng hô, một bên đem Tiêu Thúy Nhi bị trói thành bánh chưng, đang hôn mê nói ra. Tam đệ chớ ồn ào, mau vào yết kiến đặc sứ đại nhân. Tên tán tu vừa nghe đặc sứ đại nhân đến, lúc này sắc mặt trắng bệch, hơi có vẻ hoảng loạn bước nhanh vào đạo quán. Ném Tiêu Thúy Nhi bị trói về góc tường, liền cung kính hành lễ với người áo đen ở giữa đại điện. Tiểu nhân Nhạc Tam, cung nghênh đặc sứ đại nhân. Động tác của ngươi rất nhanh, thủ lĩnh vừa giao nhiệm vụ đã bắt được một tên, rất tốt. Người áo đen đeo mặt nạ mặt quỷ, chắp tay sau lưng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhờ đặc sứ đại nhân ban thưởng cho ta mê hồn phiên, nếu không tiểu nhân sao có thể dễ dàng bắt được một tu sĩ cùng giai như vậy. Nhạc Tam không dám kể công, nịnh nọt nói, ha ha, chúng ta tuy là ma tu nhưng vẫn biết thưởng phạt phân minh, cũng không giống thất phái như vậy ưa thích cố làm ra vẻ. Làm tốt tự nhiên có thưởng, ba người các ngươi nếu lựa chọn đầu nhập ma đạo, còn cần mau chóng thích ứng mới được. Bổn đặc sứ đi trước, thủ lĩnh mới giao nhiệm vụ, các ngươi khẩn trương đi làm. Người áo đen lại nói thẳng mình là người của ma đạo, dặn dò một phen rồi đi về phía tượng đạo quân trong đại điện. Ba người ở lại trong đại điện thấy hắn rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, nhị ca, hôm nay đặc sứ đến, lại giao cho chúng ta nhiệm vụ gì mới? Nhạc Tam nhíu mày, chỉ cảm thấy đám ma tu này sai khiến bọn họ như gia súc, phía trước vừa nói bắt tán tu, phía sau lại có nhiệm vụ giao phó. Hai người lưu thủ ở trong đạo quán mặc đạo bào, nhưng vẫn không giấu được khí chất một thân hung lịch, hiển nhiên là hạng người thường liếm máu ở lưỡi dao. Đặc sứ đại nhân bảo chúng ta thăm dò tình huống thủ vệ linh khoáng, dược viên xung quanh hoàng thành, ngoài ra còn phải chú ý hướng đi của một đám tu sĩ Yểm Nguyệt Tông. Xung quanh hoàng thành lại có đệ tử Yểm Nguyệt Tông, thanh âm Lạc Hồng đột ngột vang lên. Đúng vậy, chúng ta cũng có chút kỳ quái, những đại phái đệ tử này không phải nói đều ở biên cảnh chỗ đại chiến sao? Quên đi, đại phái đệ tử chúng ta hay là ít trêu chọc cho thỏa đáng, nói vậy chỉ cần nhiều bắt chút tán tu, đến lúc đó cũng có thể lừa gạt đi qua. Đại ca, tam đệ hình như vừa rồi cũng không nói gì. Tán tu nhị ca khẽ run giọng nói. Lạc Hồng một tay nắm lấy cổ hai người mặc đạo bào kia, tự mình nói, ma tu cũng thâm nhập vào hoàng thành, hình như còn kết minh với hắc sát giáo. Nói xong, liền dùng sức một cái, đem cổ hai người trong tay vặn gãy. Ngươi là người phương nào? Nhạc Tam hoảng loạn, lấy ra một lá cờ nhỏ đen như mực, muốn tế xuất. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, thân ảnh mơ hồ, liền giống như quỷ mị đi tới trước người Nhạc Tam, quyền phải đánh ra, chính giữa đan điền. Làm sao? Làm sao có thể? Ngươi chỉ là phàm nhân à? Trước khi chết, Nhạc Tam nhận ra Lạc Hồng chính là võ giả phàm nhân vẫn đi theo tu sĩ bị mình trói lại kia, vạn phần khó hiểu cùng không cam lòng nhắm mắt lại. Đại chiến đánh tới nước này, ma đạo vẫn xuống tay với thế lực thế tục của Việt quốc, bất quá bọn họ hẳn là cũng không ngờ tới Việt Hoàng đã sớm bị hắc sát giáo trộm xà hoán trụ. Cách làm của Việt Hoàng là bắt tán tu khắp nơi không ngờ lại hợp với ma đạo, cũng không biết hai bên đã đạt thành giao dịch gì. Lạc Hồng chỉ cảm thấy hoàng thành này càng ngày càng hỗn loạn, trong lòng nảy sinh ý nghĩ sớm ngày thoát thân. Nhẹ nhàng vung tay lên, giải dây thừng trên người Tiêu Thúy Nhi, sau khi Lạc Hồng điều tra khí tức của nàng, đút cho nàng một viên đan dược thanh tâm tỉnh thần. Trong lúc chờ nàng tỉnh lại,
Lạc Hồng thưởng thức lá cờ nhỏ cuối cùng Nhạc Tam lấy ra, nghĩ đến đây chính là lá cờ mê hồn trong miệng hắn. Sử dụng âm hồn quỷ vật luôn là sở trường của Quỷ Linh Môn, thế lực ma đạo trong Hoàng Thành hẳn là đến từ Quỷ Linh Môn. Lạc Hồng nói như vậy, đột nhiên cảm ứng được sau lưng truyền đến một cỗ linh khí dao động, chính là từ nơi người áo đen kia biến mất. Chẳng lẽ là Hắc Bào Nhân đi rồi trở về? Lạc Hồng vừa rồi cũng đã thăm dò, phía sau tượng đại điện có một mật đạo thông tới một phòng tối, mà trong phòng tối bố trí một tòa truyền tống trận đơn giản. Trước mắt linh khí chấn động, chính là lúc truyền tống trận khởi động sinh ra. Oanh một tiếng, một đạo bóng đen đem đỉnh mật đạo đụng nát, lập tức không nói lời nào hướng Lạc Hồng đánh tới. Chẳng lẽ ba người này trên người bị hạ cấm chế, chỉ cần vừa chết, ma đạo bên kia sẽ nhận được tin tức. Không kịp nghĩ nhiều, Lạc Hồng đề khí đón đánh, sẽ dùng lại chiêu cũ, một quyền đánh nát đan điền của đối phương. Nhưng người tới tựa hồ cũng tinh thông võ đạo, lúc không thể phát hoành thương ngăn cản một quyền này của Lạc Hồng. Các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.